Thế tôn hiệu sát tha đề qua manusa năng, bởi ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Bụt thô đức Thế Tôn hiệu thô, bởi ngài giác ngộ lý tư diệu đế và tuyệt vời. Phá ra hoa tí đức Thế Tôn hiệu phá ra hoa, bởi ngài đã siêu xuất tam giới, nghĩa là ngài không còn luân hồi lại nữa. Na thí mê xá ra năng anh nhân, bụt thô mê xá ra năng quá răng. Ê tê sắc chá quách chê ná hồ tú mê, chá giá măng gá lăng, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quỷ bảo, nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Xóa qua kha tô phá ra quá ta thăm mô, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền ý theo chánh pháp. Thăm mô là pháp thánh có chín hạng, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Sanh đức tí cô là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Á ca lý cô là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ê hi bác sĩ cô là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng quả cho kẻ khác biết được. Ô bá na di cô là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bất chất tăng quy lý tắp bồ huynh nhu hí là pháp mà các hàng trí tuệ nhất là bậc thượng trí được biết, được thấy tự nơi tâm. Nát thi mê sát năng anh nhân, tham mê răng quá răng. Ê tê ná sắc chá quách chê ná hồ tú mê, chá gia măng gá lăng, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báo, nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Su ba ti ba nô phá ga quá tô sa quá ca sang khô, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chẳng y theo chánh pháp. U chu ba ti ba nô phá ga quá tô sa quá ca sang khô, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chẳng y theo thánh pháp. Nhà gia ba ti ba nô phá ga quá tô sa quá ca sang khô, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sa mi chi ba ti ba nô phá ra quá tô sa quá ca sang khô, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Gia đi đăng chát ta ri bu ri sa yu ga ni, tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc: tăng đà đắc đạo cùng quả tu đà quần, tăng đà đắc đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đà đắc đạo cùng quả a na hàm, tăng đà đắc đạo cùng quả a la hàm. Attha bu ri sa bút ga la, tăng nếu đếm chiếc thì tám bậc: tăng đà đắc đạo tu đà quần, tăng đà đắc quả tu đà quần, tăng đà đắc đạo tư đà hàm, tăng đà đắc quả tư đà hàm, tăng đà đắc đạo a na hàm, tăng đà đắc quả a na hàm, tăng đà đắc đạo a la hán, tăng đà đắc quả a la hán. Ê sa pha ga quá tô sa quá ca sang khô, chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A hồ nay vô, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thí ở phương xa, đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Ba hồ nay vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các
nơi họ linh đều cũng ngại. Khi này vô các ngài đáng thọ lạnh của tinh thí, tinh lý nhân quả đem đến dân cúng. Anh cha lý ca ra ni vô các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang Vunyakhetang Lokassa, các ngài là phước điện của chúng sanh không đâu vì kiệt. Natthi me saranang anyang sangkho me saranang warang nite na sakya vacche na ho tu me jayamang galang, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quyền, nên con phải làm thịnh mà nướng theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lại chân thật này. Quạnh đà mi chê tí văn sập băng sập bát ta nê su bát tích thi tăng sa ri ri ca tha tu ma bồ thân bụt đà ru băng sa ca lăng sa đà. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn là giải tỏ tường, năm điều quán tượng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lục qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quỷ mệnh, ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bẩn theo hình. Ta thọ quả bảo phân minh kết thành. Sắc bê sát ta áo quê ra hồn tu su khi ta hồn tu nít rút khả hồn tu áp gia bách cha hồn tu á ni kha hồn tu đi kha du ca hồn tu á rô ga hồn tu sâm bạch tì hi sa mít chan tu su khi át ta năng ba ri ha ran tu đúc khắp bát ta cha nít đúc ca pha dắp bát ta cha nít gia sô cặp bát ta cha nít sô ca hòn tu sắp bề bí ba ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, xin đạo tràng cùng với mắt ta tác bạch để xin thọ trì quy giới ạ. U ca sa ma yang phan tê quy sung quy sung rác kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban ya si la ni ya cha ma. Phật quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dầm bi ma văn phàn tê quy sung quy sung rác kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti dầm bi ma văn phàn tê quy sung quy sung rắc kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin dâng mít cho ngài để ngài truyền quy giới cho đạo tràng chúng con.
Nam mô Bụt Thầy Nhã, Nam mô Thầm Mai Nhã, Nam mô Sang Khai Nhã. Chư Thiên Chư Lễ Chư Tôn Chư Đức Tăng, trong những việc nào chúng tôi không được rõ, xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ, xin chào sư Meta, sư Nhị Quỳnh, sư Hồng Nhật, sư Tâm Phương, sư Trang Thực, sư Diễm Nguyên và đạo hữu Châu Thị. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy của ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa lăng ga cha mi, con em lên lòng thành kính xin quy Phật. Đầm mong sa lăng ga cha mi, con em lên lòng thành kính xin quy Pháp. Tăng căn sa lăng ga cha mi, con em lên lòng thành kính xin quy tăng. Đức Di Lặc vị Bụt đăng sa lăng ga cha mi, con em lên lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Đức Di Lặc vị Đầm mong sa lăng ga cha mi, con em mình lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, Đức Di Lặc vị Sang Khấn Sa Lăng Ga Cha Mi, con em mình lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ nhì, Tạ Di Lặc vị Bụt Đăng Sa Lăng Ga Cha Mi, con em mình lòng thành kính xin quy. Lần thứ ba, Tạ Di Lặc vị Đầm mong Sa Lăng Ga Cha Mi, con em mình lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Tạ Di Lặc vị Sang Khấn Sa Lăng Ga Cha Mi, con em hành lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ ba, Bụt Thang Sa Ra Nang Gat Cha Mi, có đem mặt lòng thành kính xin quy Phật. Thâm Mang Sa Ra Nang Gat Cha Mi, có đem mặt lòng thành kính xin quy y Phật. Sang Khang Sa Ra Nang Gat Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đủ Ti Dầm Bi Bút Thang Sa Ra Nang Gat Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, Đủ Ti Dầm Bi Thâm Mang Sa Ra Nang Gat Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ nhì, Đủ Ti Bi Sang Khang Sa Ra Nang Gat Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Lần thứ nhì, Ta Ti Dầm Bi Bút Thang Sa Ra Nang Gat Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba, Ta Ti Dầm Bi Thâm Mang Sa Ra Nang Gat Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ ba, Ta Ti Dầm Bi Sang Khang Sa Ra Nang Gat Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Lần thứ ba, Ti Sa Ra Nang Ga Nang Nịch Thi Tăng Pháp Vi Tam Bảo Tròn Đủ Chỉ Có Bấy Nhiêu. A Ma Phạn Tê Dạ Xin Vâng. Ba na thi ba ta về là mà đi sẽ kho bất đăng thâm ma gia mi, còn siêu mấy những điều học là quy chánh xa sư sát sanh a đinh na đa na về là mà đi sẽ kho bất đăng thâm ma gia mi, còn siêu mấy những điều học là quy chánh xa sư trộm cốc ca mê su mi cha cha ra Vedamani sikha upadang samadhyami, còn xin với những điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mu sa wa da. Vedamani sikha upadang samadhyami, còn xin với những điều học là quy chánh xa sự nói dối sura me rayama chapama dathana. Về là mà đi sẽ khó bất năng xâm mạng nhà mi, còn xin với những điều học là quy tính xa sẽ dễ uống rượu và các chất sai. Bà na tí bà ta về ra mà đi sức khá bất năng xâm mạng nhà mi,
con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A di đà na quê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra quê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da quê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra mê ra ya mắt chấp ba ma đa tha na quê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Nibbani bancha sikabadani sadukang katuang bamadena nitya kalang samarakitapang chư Phật tử sau khi đọa trị tâm quy và ngũ giới đã tâm bảo rồi, phải ráng mới giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàn tê dạ xin vâng. Sile na sugatin yonti, sile na poka sambadai, sile na niputin yonti tasmai, silang viso tha ye. Các chúng sinh để sinh về cõi trời cũng nhờ dị giới được giàu sang, cũng nhờ dị giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dị giới bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thủ lành thai Uttamange na hoàn đề hằng bà đa bằng sâm Vát Uttamang bút thể vô khá lý tổ đô so bút thô Khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ với trần với chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na hoàn đề hằng thâm mạnh cha đu uy thần quá rằng thâm mẹ vô khá lý tổ đồ sô thâm mồ khá ma tu tăng ma mặn. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na hoàn đề hằng sanh khanh cha đô vi đô ta mạng sang khề vô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma mạng. Con đem một lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Sovatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddhainu pave nesada sothi phuvandu te povatu sapa mangalang rakhantu sapa devata yambatammainu pave nesada sothi phuvandu te povatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sambasankahainu pave nesada sothi phuvandu te povatu sapa mangalang. Thiên hộ trì đến người do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người. So anthanato sukto varuno buddhasa sanem arogo sukito hoi sa sabbe nyati pe sa thalatha sukta varuna buddhasa sanem aroga sukita hoi sa sabbe nhà thi vị tề thân là tha chú vị ta bồ tát na bồ tát cha thân này ở rô ga chú vị ta hộ tha sa sam bê nhà thi vị cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.
sa thủ lành thai akasatha chapamattha deva naga mutika bốn nhân nô anu mô đàn tu chí răng rạc răng tu sa sa năng akasatha chapamattha deva naga mutika bốn nhân nô anu mô đàn tu chí răng rạc răng tu no garu akasatha chapamattha deva naga mất thi ca bốn nhân đồ anu mô đàn tu chi rằng rạc khăn tu nhà ta dù akasattha cha phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân đồ anu mô đàn tu chi rằng rạc khăn tu ba ni nô akasattha cha phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân đồ anu mô đàn tu chi rằng rập khảm tu nô sa đà chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con hậu trì phật giáo tăng bội các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hậu vô sanh văn kinh chi cú sa la cấm mạng kết tập bằng ký ri văn ma ma ca về na qua cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng về sát ta sanh nhi nô áp thi về cha sát ta a sanh nhi nô ca tăng quân nhà phá lăng mày hàng sập bề pha ghi phá hoàn tu tê về tăng ca tăng su y đi tăng đinh năng buồn nhã pha lăng ma già về cha tát ta na cha nan ti đề hoa gánh tòa ni huệ đã dùng sập bề lô cầm hi về sập ta chỉ anh ta ha ra tu ca ma nhun nhang phù cha năng sắc bề la phàm tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành do nên đều là phước bảo vững bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cuốn trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con dưỡng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rải lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ làm chung hưởng được phước quy uống dung thành chúng sanh thế giới các hàng và nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cũng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng y đăng qua ta mê buồn ngàn a sa quốc ca già quá hàng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đặt trong sạch lầm đây hãy làm ổn duyên lành để gọi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm các con kính cảm ơn ngài Trí Đức các con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông đã vào chứng minh cho chúng con đã được thọ thế giới và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẹ, con xin dâng mic lại cho cô Nhật Quỳnh để cô Nhật Quỳnh điều họp chương trình hôm nay ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn chị Mẹ Ta. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư.
Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn chị Metta đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và Thời Bí Giới. Dạ con Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh nhắn tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Ngài Liễu Tông giảng dạy những câu hỏi, và mình cũng kính mời đạo tràng chuẩn bị những câu hỏi để Ngài giải đáp ạ. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bụt Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bụt Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bụt Đa Ha Sa. Tham mắt đề sa na ya cha na ga tha ram ma cha lo ca thi ba te sa ham ba te ca tan je la le an te ba rang a ya cha tha san te ca sat tap ba ra chap kha cha ti ca đề se tu tham mang anu cam vi mang ba chăng sát thầm mà phê riêng bí thái danh cho cả giang suốt tảnh cho bản thân a thị thâm ma chậm măng a cô ta dành tô ta tu sát cho đặng đăng bập bộ thà nảy dê bà đi xa gia mắt chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lọc giả ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là Nhơn Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh nồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Nam mô Bụt Tha dạ, con dâng mình đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Bụt Tha Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Cư Sĩ Nam Cư Sĩ Nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ đạo tràng chúng con nghe âm thanh của ngài rất rõ. Dạ chúng con thành kính tri ân ngài đã thử âm thanh. Dạ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay cũng như mời những câu chích chát của quý vị ạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ lâu rồi Nhật Quỳnh mới thấy Tâm Phương vào đạo tràng. Tâm Phương có câu hỏi gì không Tâm Phương? Tâm Phương có câu hỏi gì không? Xin mời bàn tay, mời Dung Nguyễn, mời Xích Kim, mời chị Metta, mời anh chị Phan Quang Liêm và dạ, mời tất cả đạo tràng. Quý vị có thể đưa những bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ, hoặc là có những câu chết chát. Phải tâm pháp một chút ha. Dạ. Dạ trong khi chờ đợi tâm pháp, dạ con xin ngài giải thích cho con một câu ạ. Dạ bạch ngài, con làm phước gì vậy thì con thường nguyện do cái phước này trợ duyên cho con sớm có trí tuệ và sớm đắc đạo quả giải thoát. Nhưng con nghe một vị thì nói là tại sao mà mình phải niệm đắc đạo quả giải thoát, nếu mình giải thoát thì làm sao mình giác ngộ. Và con cứ nghĩ rằng là mình nghe pháp hoặc mình làm điều gì đó, tức là mình có cái phước để mình nguyện mình giác ngộ, mình giải thoát khỏi cái khổ tái sanh luân hồi. Mà cái điều quý vị này giảng con không hiểu được.
là con làm thế nào cho đúng, nếu mà giải thoát rồi đâu còn gì nữa đâu mà giác ngộ. Dạ, kính bạch ngài, ngài chỉ dạy cho con hiểu để con có thể tu tập tốt hơn ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ, kính bạch chư tôn hiện. Dạ, kính thưa chư quý vị, thật sự ra là tại vì cái danh từ của mình thường thường mình vừa ra vào cái chữ của người Tàu ra mình dịch rồi nó hiểu qua hiểu lại nó vậy đó. Thật sự giác ngộ giải thoát nó giống nhau thôi, tức là mình ngộ cái gì, mình ngộ cái pháp, mà cái pháp đó thường mình nói giác ngộ là đạt được niết bàn hay gì dìm sùm đó, chuyện nó không có, chỉ là cái quả thôi. Còn cái quan trọng là cái sự việc phiền não là cái nhân. Thành ra giải thoát hay giác ngộ là mình làm thế nào để cho cái phiền não mình nó chấm dứt, thì theo cái chữ mình dùng mình hiểu, chứ không phải là nói giải thoát này kia ông sùng nó khác, nó không có khác gì đó, tùy theo mình nói. Nhưng mà thường thường mình nói cái gì để mình dễ hiểu á, thí dụ mình nguyện để chấm dứt sinh tử luân hồi thì mình phải hiểu sinh tử luân hồi là gì, hay là mình nguyện là cái mối duyên lành để mình có thể mình tận diệt các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm, thì phải biết ác pháp là gì, tức là ác pháp nó có chín loại đó. Mình thường học thí dụ lậu hoặc là gì, rồi tứ ngũ triền thập cái gì ông sùng đó, thì mình phải biết cái đó là cái gì, tức là mình diệt là diệt cái đó. Thế mình nguyện chấm dứt các phiền não, thì các phiền não nó có 10 loại thì mình biết là tức là kilesa đó, thì nó cũng vậy thôi. Thì theo mình hiểu cái nào thì mình nguyện rồi cái đó, nên làm phước thì cứ nguyện. Mình hiểu cái chữ giải thoát như thế nào thì nguyện, mình hiểu giác ngộ như thế nào thì mình nguyện, mình hiểu cái việc mà để chấm dứt các khoang ngủ ngầm đó, tức là có 7 cái loại anusaya đó, thì 7 cái loại đó tức là mình chấm dứt cái đó, tức là mình diệt 7 cái đó. Còn nếu mình nói là thập truyền cái thì là 10 cái, ví dụ thì đó là mình đã học để hiểu cái đó, thành ra mình nguyện nó mới tới. Chứ còn mình không, thường thường mình cái tâm mình không có tới cái nơi đó thì nguyện giống như mình đọc từ câu chú thì cái đó nó làm sao nó tới được, phải không? Anh đang nguyện cái gì cũng được, đặc biệt mình hiểu cái đó mà thôi. Đó. Thường thường chúng tôi nói là nguyện để chấm dứt các pháp ngũ ngầm mà thôi, chứ chúng tôi không ấy, bởi vì cái đó là cái chánh ha. Bây giờ mình chấm dứt cái đó thì kể như chấm dứt luôn mấy cái khác. Mà ngược lại thì mình chấm dứt thập truyền cái thì cũng kể như chấm dứt các pháp ngũ ngầm. Đó. Mà mình tùy theo mình hiểu cái chuyện mình ấy, thì mình học được hiểu những cái đó rồi thì mình nguyện cái gì cũng được hết á. Nhưng mà thí dụ như mình nguyện mà những cái mà nó để luân hồi đó thì cái đó thì không nên. Ví dụ nguyện luân hồi là nguyện nghĩa là chấm dứt phiền não, còn thòng thêm câu trong thời gian chưa chấm dứt phiền não xin được kiếp này kiếp nọ như thế này thế nọ, cái đó là mình nguyện đó, mình luân hồi không có nên. Dù rằng mình biết mình chưa có thể chấm dứt luân hồi được, mình chưa có thể thoát khỏi cái luân hồi này, nhưng mà nếu mình nguyện cái nào để cho cái tâm mình nó đừng có dây dưa vào những cái chuyện được cái này được cái nọ, tức là nguyện mình là mình phải nguyện để mình buông 100%, chứ mình nguyện để mình vừa buông vừa kéo thì không có nên. Hy vọng quý vị hiểu chúng tôi nói. Nam mô Bích Tha. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con hiểu được lời nhà dạy, và con cũng hiểu tại sao con sớm giải thoát khổ tái sanh luân hồi. Tại con thấy một điều là dù ở mình là tổng thống, là hoa hậu, là cái gì đi nữa rồi cũng khổ hết, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, thì ra con nguyện sao mà sớm giải thoát khổ tái sanh luân hồi. Do con nghĩ rằng trong luân hồi nếu mình còn tái sanh thì mình còn rất nhiều nỗi khổ xảy ra. Dạ, con tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, mến chào Nguyên Trang. Nguyên Trang có câu hỏi gì không? Vậy bây giờ, dạ, Tâm Phương cầm mic phải không? Lúc nãy Nhật Bình thấy Tâm Phương đưa cái tay rồi hạ xuống. Bây giờ mời Tâm Phương nha. Dạ. Dạ, con Tâm Phương. Dạ, cảm ơn Nhật Huỳnh. Không biết sao bữa nay cái này nó lạ quá. Nên Tâm Phương bấm như vậy không được. Trước hết còn kính lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Con kính lễ ngài Liệu Tông. Dạ, lâu quá con không
vào râm. Bạn đi vào râm thì con lại có câu chuyện để con bạch ngài cho con hỏi. Dạ, bạch ngài, hôm trước con về Việt Nam, con có đi Thái Lan, rồi sau con đi Myanmar. Thì con đi hai địa điểm, một địa điểm thì giống như là con đi du lịch tham quan thôi. Còn một địa điểm thì con đi làm phước, với lại con đi làm lễ cho ngay ở bên chỗ Miến Điện. Thì có hai địa điểm bên Thái Lan á, thì con đi tour. Con đi cái tour này á, thì có một cái cậu đó, cậu dẫn đoàn ra đi, thì cậu cũng nói về cái chuyện đạo Phật nhiều lắm. Thì cái niềm tin con đã có rồi. Thì trong đoàn có mấy đứa con nó cũng tin. Sau khi xong rồi thì ta lại đưa đoàn đến một cái chùa đó, gọi là cái chùa của chùa nó không biết chùa gì con quen đâu, nhưng mà nó tóm lại là trong đó có bán những cái tượng Phật. Rồi trong những cái tượng Phật đó nó có những cái mà giống như là xá lợi, nhưng mà con thì con không có tin đó là xá lợi, nhưng mà vì dẫn mấy đứa con đi thì nó cũng có một cái niềm tin đầu tiên, nên con không thể nào con nói đó là không phải là xá lợi. Vậy thì ảnh mới dẫn vào trong đó, ảnh mới giới thiệu. Thì có một cái ngài cũng ngồi đó. Sau khi mà thỉnh được cái tượng Phật đó rồi thì đưa qua ngài, ngài lại tụng kinh. Tụng kinh xong thì một cái tượng Phật nó tới 1,000+ đô mà mua rồi con đứng ngồi, con không dám nói, vì nếu mà con nói thì con nó sẽ mất cái niềm tin. Thì sau khi con đi về rồi thì khoảng 10 ngày sau con đi Miến Điện. Con đi Miến Điện thì con mới con tin đoàn thì có một cái vị sư nó cũng mới tu thôi, nhưng mà con nói nhỏ vị sư nó: bạch sư, con lần trước con đi với lại mấy con đi với lại chư tăng lớn qua đây thì có nhiều vị cho con xá lợi, thì không biết hôm nay là sư có hoan hỷ không, biết con nguyện sao để cho con có được cái xá lợi để con đem về Mỹ con thờ. Thì không biết ngày hôm sau á, ông làm cho con một tăng luôn, nhưng mà con ông không có nói thẳng con. Ông nói là xá lợi thì nằm trong tâm, xá lợi đâu mà nhiều mà để cho mấy người mà đi thỉnh với này nọ. Thì con biết là nói con rồi. Cái con người con ngồi mà con cái lại Phật biết để cầu xin nhập ông được an vui. Thì ông mới nói, ông kêu nhỏ con ra, ông nói được rồi. Ngày mai tôi sẽ cho cô đi xem xá lợi. Cô yên tâm. Thì con cũng mừng. Con nói chắc có lẽ là sư ông la, nhưng mà ông cũng giúp cho mình đi xin trở lại. Thì dẫn ngày mai lại cái con đi làm phước, con cúng dường hết chư tăng rồi sao không sư, rồi thì sư dẫn con qua cái chỗ xá lợi đó. Khi trước khi vô á thì ở trước á thì có một cái bà nó, bà mặc đồ giống như đồng bóng á, ngài bà đứng bà nhảy rồi con nói, ông nói đó xá lợi, đi vô đi. Cái con mới đi vô. Con đi lên lầu thì đông lắm, cái đoàn đi đông đó, thì cũng có một cái vị sư ngồi đó tụng cũng kinh, đưa ra một cái xá lợi. Thì vị sư ngài nó ngài để lên đây thì cái tóc giật lên đây. Con cái nó Nam Mô về Phật, thở chứ mình dễ sợ đi, con cái niệm Phật xong xuôi rồi á thì con cũng có đem con đem hai cái hũ nhỏ để con xin trả lời theo đúng không. Thì ông đưa ra một nhóm xá lợi luôn, mà toàn là giống như là xá lợi mà giống như là viên, mà viên ngọc, viên đá ấy, không phải xá lợi. Thì sư nói, đó thấy chưa, mấy cô thấy chưa, xá lợi đó lấy đi. Thì con không biết là tại sao là có những vị sư ngồi như vậy thì lại cho những cái xá lợi như vậy. Thì con thắc đúng hay không, con bạch ngài thì ngài cho con xin có một cái vài lời để cho con rút kinh nghiệm lại, con xin nhân biết cho ngài ạ. Nam mô Bồ Tát Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra cái xá lợi của Đức Phật quý lắm, cho nên đâu có nhiều đâu mà mình có tới mình. Cái đó là quốc bảo người ta có, là họ xây tháp họ thờ hết rồi. Nhưng mà nếu mình hên á, gặp những cái thứ thiệt á, thì xá lợi đó xá lợi của các bậc thánh chứ không phải là xá lợi của Đức Phật đâu. Bởi vì bậc thánh cũng có thể có xá lợi, nhưng mà cái chuyện mà mình có xá lợi mà thờ thì cũng không có lợi ích gì hết á, nó thể không có lợi. Bởi vì
cái cách của mình là để mình có cái phước, tạo cái phước, thằng thường tạo cái phước á. Thì trong 10 cái phương pháp tạo phước đó, quý vị cứ nhìn kỹ thì biết à, phương pháp tạo phước. Thì cùng lắm là mình muốn có cái phước liên quan tới Đức Phật thì mình lễ bái Phật bảo, hay là mình nghĩ tới những lời dạy Đức Phật thì nó mới phát sanh phước, chứ làm gì mà có cái chuyện mà thờ thờ xá lợi rồi có phước đâu. Thành ra cái chị thờ cái xá lợi, biết cái thờ thì nếu mà có cụ thật mình thờ không khéo mà còn bị chết thê thảm về tội không có kính trọng chứ không phải giỡn đâu. Thành ra mấy cái đó thời buổi này nó có xá lợi thì không có đâu, xá lợi của Đức Phật là càng hiếm nữa, không có. Nhưng mà bây giờ người ta cứ thích thỉnh để thờ này kia một chùm, thành ra có những cái người ta phải tạo ra những cái phương tiện để người ta nuôi mạng. Còn những cái gì mà mặc đồ đó thì chúng tôi không ở đó, chúng tôi không biết, phải nhà sư hay không thì không biết. Tại vì có nhiều khi cũng có những người giả tu cũng chừng, nó ở trong những cái chỗ kinh kính mà cảnh sát nhiều khi nó không để nó ấy, chứ còn hay có người mét là nó tới nó cái chọc cổ liền, chứ nó không có để làm mấy cái đó. Cái chuyện đó là quý vị đừng có nên tin. Đi lên đó là mình tạo phước, là mình đi tới nơi đó, mình tới chỗ nào có tôn tượng của ngài thì mình tụng kinh lễ bái Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Hoặc là mình có một sư nào mà tới đó mình gặp một sư mình nên, chúng tôi nói hoài đó, nên móc túi không, móc pháp túi coi có bao nhiêu pháp móc ra, hỏi ông thì móc thì đem về. Chứ còn bây giờ cho xá lợi nữa thì cũng chẳng làm gì, bởi xá lợi thứ thiệt á, thì đúng 5.000 năm của Phật giáo á, thì xá lợi tu tập ở nơi cội Bồ Đề mới thuyết pháp. Lúc đó thì quý vị có phước thì tới đó nghe xá lợi thuyết pháp. Thật sự đó, biểu diễn song thông theo kinh điển thì xá lợi hợp thành một cái tôn tượng Đức Phật biểu diễn song thông lúc đó. Chứ còn bây giờ mình nói qua, mình lấy cái xá lợi mình thờ rồi bị đâu. Mình nhiều khi còn thành tà mê tín nữa chứ đâu phải lấy đó. Thành ra mấy cái đó không có nên đi tới những cái nơi đó, nơi nào có những cái gì liên quan đến Đức Phật, đến giáo pháp ngài, hoặc liên quan tới tăng chúng thì mình đảnh lễ, mình tạo phước bằng trong 10 trong những phương pháp tạo phước đó, cái nào theo phù hợp lúc đó thì mình nên làm, thì cái đó nó mới sanh phước báo. Chứ còn không thấy cái chỗ nào nói là thời xá lợi đi được phước, cái đó không có đâu quý vị, không. Quý vị biết kính trọng xá lợi, từ những cái tháp thờ xá lợi, quý vị tới đó quý vị đảnh để mà đọc cái bài kinh về tha tụ ca thả đó, tức là bài cái kinh kể về những cái xá lợi của Đức Phật đó, xem cái xá lợi xương dài như thế nào, mấy hầm răng gì ở đâu đâu đó, có kể trong cái gọi là tha tụ ca thả. Thì cái đó nên tụng, thì tụng cái đó nó có phước chứ còn còn mình nghĩ là xá lợi này lên mình lại để mình cầu xin trúng số trúng này trúng nọ thì thôi, cũng như không đó, thành nó nghĩa đừng để trong đống những cái đó nè, còn dính những cái đó. Dù rằng thí dụ như bốn chỗ đồng tâm đi mà nói tới đó thì mình có thể mình tạo cái phước để mình sanh thiên, cái đó đúng với điều kiện là mình biết cách đi kìa, biết cái tiểu sử của nơi đó thế nào, mình tới đó mình quán sưởng quán xét những cái điều gì mà liên quan tới Đức Phật ở nơi đó, thì cái đó nó mới sanh phước báo. Chứ còn mình tới đó rồi đi tay thì chuông tay mỏ cốc cốc ben ben là Nam Mô A Di Đà Phật, hỏi phước chỗ nào quý vị cứ nghĩ đây đi. Không có phước gì đó thì cũng như xa lại gì đó, nó là cái giả tưởng, cái không thật mà mình, hoặc là những lời không phải kinh của Đức Phật, không phải lời dạy của Phật, mình cứ mình tụng hoài chẳng có lợi gì đó. Nên tới gặp mấy chỗ đó thì nên lợi dụng những cái chỗ đó để mình tạo phước đó. Thì ráng cố gắng chịu khó học kỹ 10 phương pháp tạo phước, nó gồm có những cái gì về tới đó nè. Đó. Thì cái phương pháp thường mình đi tới đó thì nó có ba chuyện, một là tính pháp, hai là đàm luận pháp với cái vị sư đó, hoặc là hỏi vị sư đó về thiền để mình có thể mình ngồi mình coi hơi thở hay coi cái gì trong vòng mà bao nhiêu phút mình được ngồi đó đó, với cái sự thanh tịnh của chỗ đó thì mình có thể mình đã có phước nhiều. Chứ đừng có nghĩ tới mấy cái chuyện mà xá lợi rồi này nọ xùm cái chuyện đó diễn dông cái gì, không khéo làm cho mình mê tín không chừng. Nam Mô Bích Thầy á.
Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con đã thấy Tâm Hương xin sám hối rồi, xa thú rồi, con nghĩa là nè, Tâm Hương đã tri ân Ngài rồi. Dạ con cũng thành kính thành lễ từ Ngài đã giảng dạy về những việc nên làm để chúng con được sự lợi ích. Nam Mô Bích Tha Giá. Anh cảm ơn câu hỏi của Tâm Hương. Dạ con có câu hỏi vị này thì không có vào trong room được, mà vị này coi qua Facebook và nhờ Thủy Lâm chuyển câu hỏi lại, nên con xin Ngài chỉ dạy cho. Bạch sư, tại sao tọa thiền mà đầu lắc hay quay vòng, hiện tượng quay đó có phải là phản ứng của sinh hóa học trong thân? Dạ câu hỏi là như vậy, con cung thỉnh Ngài chỉ dạy dùm để những vị nghe trong Facebook sẽ được hiểu rõ hơn ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính dân bích đến Ngài ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tàu nguyện. Dạ kính thưa chư quý vị, nên tôi nhắc lại là quý nào muốn hành thiền, học thiền thì phải biết rõ, phải có một thiền sư kế bên cạnh. Chứ đôi khi có những cái mà nó không ăn thua vậy, tới thiền tới đồ mà mình không hiểu rồi nó có sự nguy hiểm lắm. Nhưng mà chúng tôi xin tóm tắt như vậy để biết những cái triệu chứng đó hoặc triệu chứng khác nó có thể nó xảy ra do gì đâu. Đối với thiền chỉ thì mình có 6 cái cá tánh, mà đối với thiền minh sát thì mình có 2 hoặc là 4. Nó tóm tắt hoặc 4. Mà 6 cái cá tánh của thiền chỉ đó thì nó con người có ít nhất 3 hoặc có thiền chỉ tới 4, chứ không phải là có 1. Nó thay đổi tùy theo cái điều kiện của thân thể, thay đổi tùy theo điều kiện của thời tiết, nó thay đổi tùy theo điều kiện của cái tâm mình lúc đó. Thành ra nó cái cá tánh nó thay đổi, mà mỗi cái tánh nó chỉ con số cái đề mục để mình có thể quan sát mà thôi, có thể dùng nó làm đề mục mà thôi. Đôi khi mình quan sát rồi cái mình lúc đó như thế nào, nếu có ông thiền sư thì ông thiền sư sau khi mình nói tới nói lui 5 điều thì ông có thể không biết được, thì ông cho mình cái đề mục lúc đó. Mà cái đề mục lúc đó không có nghĩa là mình hành ở cái nơi mà có ông thiền sư mà mình thấy thoải mái rồi mình về nhà mình tiếp tục, cái đó phải coi chừng. Bởi vì cái ca tánh là nó thay đổi theo một số cái điều kiện của nó, chứ không phải là nó luôn luôn là như vậy. Thế nhớ cái thứ hai, khi mà nó không phù hợp rồi đó, hoặc cơ thể mình có cái gì đó rồi mà mình không hiểu rõ cái trạng thái tâm mình lúc đó, thành ra cái trạng thái tâm nó có thể nó làm cho có những cái cử động rất là sai biệt, giống như người bị ma nhập vậy đó, hay là giống như người bị cái người khuất mặt điều khiển vậy đó. Thì những cái đó đó mình không có xua đó, thì không có chắc hơn con thiền sư bên cạnh thì mình nên xả, không có tiếp tục, cho tới khi nào mình gặp cái người nào hiểu biết những trạng thái hoặc có kinh nghiệm vậy đó, họ chỉ rõ ràng cho mình đó, thì nó tục. Còn không thì phải tìm một vị thiền sư để họ có thể thay đổi đề mục cho mình trong những lúc cần thiết. Chứ còn bây giờ hỏi một cách ngắn vắn tắt vậy, chúng tôi cũng không có phải là thiền sư, chúng tôi không có dạy quý vị, nữa bây giờ tự nhiên nó phát sinh nhiều, quý vị hỏi chúng tôi cũng biết đường đâu mà trả lời cho nó đúng ha. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ sa thú lành thai, con xin thay mặt cái vị hỏi đó là thành kính tri ân Ngài đã giảng dạy rõ ràng. Dạ một lần nữa con thành kính tri ân và cũng tính cảm ơn câu hỏi đã nhắn qua Thi Lâm. Dạ cảm ơn chị Meta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang vào đầu tràng có câu hỏi không Nguyên Trang? Rồi mời Nguyên Trang nha. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Và kính cảm ơn cô Meta, cô Nhật Quỳnh đã cho con biết được tín hiệu. Dạ kính thưa Ngài, con có một cái câu hỏi. Dạ thưa Ngài, tứ vô lượng tâm á Ngài, nó có nằm trong 10 pháp ba la mật không Ngài? Dạ kính con kính nhân mít lại cho Ngài để Ngài giảng dạy câu hỏi của con nha Ngài. Dạ con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ con xin xuống Meta. Nam Mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị,
tự vô lưng tâm là từ bi hỷ xả, thì quý vị đếm 10 cái ba la mật nó coi nó thuộc loại gì. Thì trong đó nếu mà kể cho chính xác thì chỉ có từ tâm từ thì có thể là có ba la mật được, còn mấy cái khác mình cũng vẫn có thể tạo ba la mật được qua những cái khác khác chứ không. Từ bi xả thì khi mà mình hành mà một trong bốn cái pháp đó đó thì mình dùng cái năng lực mà mình có được để mình nguyện là nguyện cái pháp hành mà liên quan từ bi xả này hay là mối duyên lành để chúng tôi chấm dứt phiền não, thì cái đó nó cũng thuộc loại là ba la mật được nha. Nhưng mà tùy theo cái trạng thái tâm trong đó thì nó là cái gì thì cái đó gọi là ba la mật trong cái điều kiện đó. Chứ còn bình thường mà mình hành mà mình không có nguyện hoặc là không có cái hướng mà để chấm dứt phiền não để đi ra khỏi cõi luân hồi này đó, thì cái những cái thiện pháp mà mình tạo nó không thành ba la mật, nó chỉ thành là thiện pháp pháp thông thường mà thôi. Thành nên họ giàu rằng đặt tên là 10 cái đó để cho nó rõ ràng trong lúc mà mình hành để mình biết. Nhưng mà thường thường mình làm bất cứ cái hành động gì, ngay cái mình nghe pháp như vậy thì mình cũng có thể mình nguyện để cho cái pháp đó nó có năng lực của một cái pháp ba la mật được, là mình nguyện để chấm dứt sinh tử luân hồi. Còn nếu mình nguyện để mình được cái này cái kia, tức là nguyện để được luân hồi đó, thì cái nguyện đó nó mới là không phải là ba la mật mà thôi. Ví dụ như mình bố thí vậy, bố thí mà mình nguyện để kiếp sau mình được này được nọ hay là gì đó mà mình không nguyện để đi ra đó, thì cái đó gọi là thiện pháp bố thí thông thường thôi, chứ không gọi là bố thí ba la mật. Mà khi mình nguyện rồi, mình nguyện là nguyện để chấm các pháp ngũ ngầm, chấm dứt sinh tử luân hồi hay là trời cái gì đó, làm sao nào để đi ra khỏi cái cõi ta bà này được, thì cái lúc đó mới gọi là ba la mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con thấy Nguyên Trang đây. Chị ở ngày rồi, Nguyên Trang không cầm được. Dạ, con xin thay mặt Nguyên Trang thành kính đảnh lễ tri ân Ngài và cũng kính cảm ơn câu hỏi của Nguyên Trang. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay hoặc mời những câu chích chát quý vị ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con thấy câu hỏi rồi, con xin được đọc. Và nếu Nguyên Trang mà có thời gian có thể làm thị giả cho Ngài được thì Nhật Quỳnh kính mời Nguyên Trang. Trong khi có những câu hỏi thì mời Nguyên Trang làm thị giả nha. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Ngộ Chân thì phải. Dạ, con không có, Nhật Quỳnh đọc không có rõ cái nick này, nếu có sai thì xin sửa lại cho để Nhật Quỳnh đọc cho đúng ạ. Kính mạch Ngài, khi một người thọ tám giới Ngọc Hân. Dạ, cảm ơn Năng Chiều. Dạ, kính bạch Ngài, khi một người thọ tám giới thì có được những lợi ích hay quả báo gì ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, đó là tùy theo cái tám giới, nó có nhiều loại, nói theo đó thì không biết tám giới loại nào. Thường thường tám giới, mà tám giới thông thường thì nó cũng có cái lợi là, hoặc là tám giới bát quan trai, thì cái khi mình hành như vậy tức là mình có một cái đời sống thanh tịnh của một bậc thánh nha. Bậc thánh là cái ngày hôm đó, thì mỗi một cái nó có cái giới nằm giữ trong thạch ngày đó thì nó có quả của nó chứ sao không có. Có quả và lợi ích của nó, mà cái những cái quả hay là cái lợi ích đó là mình, nếu mình dùng cái danh từ gì để mình diễn tả nó như vậy vậy thì rất là khó quý vị, chứ không phải dễ đâu. Mỗi cái giới nó đều có đó, tám giới nó có nhiều loại, quý vị nên nhớ đó. Mà trong tám giới đó có những cái loại mà nó rất là có nhiều cái năng lực để đưa tới cái khác. Ví dụ như gọi là trì mạng giới đó, nó cũng có tám điều, tức là mình tránh xa từ ba thân ác hạnh, bốn ngữ ác hạnh và giới tà mạng đó. Thì giữ tám giới, cái loại trì mạng giới này thì được ăn chiều,
nhưng mà quả của nó rất là nãy về cái giam giới này là đưa tới cái con đường để mình có thể theo đường của giới định tuệ đó, thì tám giới này là cái năng lực để đưa tới bát thánh đạo ha. Còn những cái giới khác thì mình phải tu tập thêm bao nhiêu chuyện, hoặc là tám giới mà thường, tức là hoặc là tám giới mà bát quan, thì mỗi cái nó đều có quả báo riêng. Quả báo riêng quý vị biết thì phải coi từng cái chứ không thể nào mà coi nói là tám giới mà phải trong sạch mới được. Chứ nhiều cái mình quý vị nên nhớ một điều á, thọ giới không có nghĩa là giữ giới, mà giữ giới không có nghĩa là có giới, mà nhớ chuyện đó. Bởi vì cái kết quả của sự giữ giới đó, nó là kết quả của vừa pháp học và vừa pháp hành. Thành ra khi mình xin giữ cái giới đó thì mình biết cái giới đó nó như thế nào, nó có bao nhiêu chi, phạm chi nào thì đức, phạm chi nào thì không đức, mà bị khuyết, bị gì đó, thì cái đó gọi là pháp học. Mình học cái giới, khi mình học mình hành vậy đó, tới đụng chuyện mà mình vẫn giữ được đó, cái quả của cái sự đó mới là người đang giữ được, giữ giới mà được thọ giới, mà được một giới, phải không? Chứ còn mà nếu mà mình thí dụ giới sắc sanh đi, mình ra mình đi mình đạp kiến hay đạp gì mà mình là thấy rõ ràng mình không tránh, mình không có cái tác ý tránh xa đó, thì cái giới đó nó vẫn đứt như thường, chứ làm sao mà ấy được. Dầu rằng mình thọ, thành ra thọ giới không có nghĩa là giữ giới, mà giữ giới có nghĩa là có giới, là như vậy. Mình phải học chiều cái mình hiểu vậy thì được. Giới giới nào, mỗi cái giới nó có báo của nó, quả báo nhiều lắm chứ không có ít. Mà tùy theo cái chuyện, những cái chuyện mà xung quanh đó, thì mình làm được thiền pháp thì tất cả các thiền pháp này đều đưa tới cái lợi ích rất là lớn, chứ không có lợi ích nào nhỏ đó. Đó. Thành ra mình giữ giới là cái phương pháp mình tạo thiền pháp. Khi mà tạo thiền pháp vậy xong rồi nó mới gọi là người giữ giới hay người có giới hay gì đó tùy theo. Thì khi nằm giữ được một cái giới rồi, cái lúc đó mới có cái kết quả từ cái sự lợi ích của nó. Thí dụ vậy đi, mình giữ giới, nhưng mình giữ giới được giới thứ nhất á, là mình làm được cái hạnh bố thí rất là lớn, là mình bố thí mạng sống cho người khác. Mà khi mình bố thí mạng sống cho người khác rồi đó, thì mình có thể mình dùng cái sự lợi ích đó để mình nguyện thành bố thí ba la mật được, mà quả rất là lớn. Tại vì khi mà mình giữ cái giới mà không sát sanh, tức là mình bố thí sinh mạng cho người khác, chuyện đó lớn chứ đâu có nhỏ, vì vậy cứ nghĩ vậy rồi ha. Đó, thành ra nó có nhiều cái chuyện trong đó. Mình giữ ngũ giới cũng giống như là mình tạo những cái phương tiện, những cái bảo hiểm cho mình đó, trong đời sống hàng ngày ha. Chứ không phải là mình thường thường mình nghĩ là ôi vô thọ vậy cái xong là thọ xong là có giới, không phải phải giữ đàng hoàng này, cái quả nó mới lớn ha. Rồi tùy theo cái lớn, cái kết quả của nó là do cái lời nguyện của mình, nguyện để được cái gì đồ này kim sùng đó, thì nó do cái lời nguyện đó nó làm cho cái giới, cái năng lực cái giới đó nó cho quả nhiều hơn quét, là mỗi cái nó tùy chuyện của nó. Chúng tôi xin nhắn tắt vậy thôi. Nam mô Bích Thầy ạ. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con thấy Ngọc Hân đã tri ân ngài rồi. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh. Dạ, thấy Nắng Chiều. Câu hỏi của Nắng Chiều. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Nắng Chiều ạ. Kính bạch sư, mình không sinh giới mỗi ngày nhưng mình có thọ trì giới, như vậy có kết quả gì không ạ? Nam mô Bích Thầy giá. Con kính nhân minh đến ngài ạ. Nam mô Bích Thầy giá. Kính bạch chư tôn, kính thưa chư quý vị, giới của mình thường thường là mình sinh giới gọi là giới samatthan, tức là cái giới mà mình nguyện đi. Còn có những người ta không có sinh giới, là có cái tác ý là không phạm cái đó, thì cũng được gọi là người giữ giới chứ không phải không. Nhưng mà cái đó rất là hiếm, tại vì mình không học nên mình không có, chưa có đủ cái khả năng mà mình không thọ mà mình có thể mình giữ giới được. Quý vị đọc cái câu đó thì quý vị biết nó như thế nào. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Chứ cố ý tránh xa lúc nào mình có tác ý cố ý tránh xa làm năm cái điều đó, tức là mình đang giữ một trong năm cái giới đó bất cứ lúc nào. Nhưng mà thường thường tại vì mình làm không được, thành ra mình phải xin để mình nhớ rồi sáng mình
mình đã xin rồi, mình có nguyện với trước mặt cái vị sư đó hay là cái vị sa di đó hay là vị Nico đó mình giữ thế này vậy đó. Thì khi mình nguyện như vậy đó thì mình gọi là samathana, tức là con xin con giữ cái làm cái việc đó. Cái điều đó thì cái điều đó thì chúng tôi giống nói nãy đó, tức là nó có mấy chi thì phạm, mấy chi thì không phạm gì cũng đó, thì mình dân giữ cái điều học mà mình đã thọ. Bởi vì Đức Phật trong, chúng tôi không nhớ trong mà hình như trong tăng chi có câu quý rất ti chê tình hẳn thích cà phê sĩ là sĩ lăng và trà má và trà mí ha, nó tức là tác ý đánh xa đó là giới. Ngài nói rất là có tác ý đánh xa là giới. Thành ra nếu mình có tác ý ra tức là mình đang thọ giới giữ giới đó, mà có đúng như mình muốn hay không là cái người mà cái đó là thường đó, chỉ với bậc thánh hay là bậc có học, nghĩa là hành trì lâu đời thì người ta mới không cần tê trên giới mỗi ngày, người ta vẫn có thể người ta giữ được. Bởi vì nó thành một cái giới mà giới thu thúc đó, thu thúc lục căn chứ không phải là thọ trì mà thu thúc rồi. Nên là biết cái đó là không phải là không có làm trong một, thì cái đó thì quý vị có khả năng được thì chúng tôi rất là xả thú ha. Xả thú là không cần phải xin là ngài khả năng còn chưa tăng thì đỡ ở xung quanh có nhiều người ta nhắc nhở mình, rồi mình luôn luôn mình nghĩ là có cái gì đó, nếu gì không phải thì mình sám hối liền, Đức Phật cho phép làm việc đó. Còn cư sĩ thì không được, cư sĩ mà thọ rồi mà lỡ phạm để đứt luôn, phải xin lại hoặc là nguyện lại, không xin thì nguyện, không có người ở gần để mình xin thì nguyện nguyện đi cho nó trong sạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ nắng chiều đã con kính tri ân sư. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nhật Bình cũng kính cảm ơn câu hỏi của nắng chiều và của Ngọc Hân. Dạ con nghe qua cái câu trả lời của ngài đó, con cũng có một chút thắc mắc ở bên ngài. Thí dụ như ngài nói, thí dụ như có cái vị nào đó, vị sư cô, vị thầy, vị sư nào đó thì mình xin giới. Nhưng mà riêng con thì con không có điều kiện để gặp được, đi đến chùa hoặc gặp được những vị sư thầy gì hết. Mà con chỉ xin giới trước cái bàn Phật của con thờ thôi. Và một ngày thì con xin ít nhất là 2 lần sáng tối, còn có khi con xin cả buổi trưa. Thì lúc nào trong tâm con ấy là mình muốn làm điều gì thì nhớ rằng mình mới xin giới, thì con thấy cũng rất là lợi ích. Như vậy có được không bạch ngài? Và hay là mình phải đi đến nơi nào có vị thầy vị sư nào đó mình xin giới là mới thành tựu? Và con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thật sự ra thường cái vị mà có cái vị mà truyền cho thường cái đó là mình xin nguyên bộ là thọ tam quy và ngũ giới. Còn thường thường mình ở trước xin trước Phật thì nghĩa là mình gián tiếp mình không có thể thọ tam quy được chứ không phải không, nhưng mà cái năng lực nó không bằng là có người truyền. Bởi vì tam quy là cái chuyện đó là rất là quan trọng chứ không phải mình coi thường không có được. Còn cái chuyện ngũ giới đó mình xin, thí dụ như mình xin mỗi ngày mình xin trước mặt Đức Phật cũng được, mà mình không cần phải là con không cần mấy gì đó, mình đảnh lễ Đức Phật 3 lần rồi cái mình đọc luôn 3 cái điều tam quy và 5 giới được rồi, nó không có cần thiết phải xin. Còn cái mấy người xin đó là thường cho những cái người mà mới tập tu hay mới trở thành cận sinh nam cận sinh nữ trong cái giáo pháp này thì ta phải tập cho nó có quen, ở quen để có để nhắc nhở ha. Bởi vì cái hình ảnh cái người mà truyền giới cho mình đó, nó giúp cho mình nhớ là cái điều mình đã nguyện trước mặt cái vị đó, tức là nguyện 5 điều ha. Nhưng mà dầu mà mình có người truyền hay không có người truyền, hay mình tự thọ này kia xong đó quý vị, nó nhớ một điều á là khi quý vị đứt một chuyện là nó thành 2 chuyện chứ nó không thành 1 chuyện nữa ha. Ví dụ như bây giờ quý vị xin dân giữ 5 giới rồi, cái tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu, các dũng các chất sai đó,
Mà bây giờ quý vị tọc con mũi một cái là quý vị đứt liền hai giới, bởi vì cái giới thứ tư là quý vị đứt liền, tức là giới nó láo đó. Con nguyện là con không có nói dối, mà con mới nguyện trước mặt Đức Phật là con xin không khí giác sát sanh. Bây giờ con bột nó thì con phải không, đứt cái giới khẩu với cái giới thân luôn. Giới thân là sát sanh, giới khẩu là con xin quân giữ được học là không nói dối, là cẩn thận nguyện. Có người truyền hay không có người truyền, mình nguyện rồi là mình nhớ mình giữ được thôi. Nó tự nhiên tội nhỏ thành tội lớn nào không hay. Nam mô Bích Thà vậy. Dạ, sa thủ con thành kính lãnh lễ tri ân. Này, dạ giữ chút nữa nha. À, Nhật Quỳnh sẽ hỏi câu hỏi của dạ, nghe lại âm thanh Nhật Quỳnh không? Hai. Cảm ơn. Dạ, cho con hỏi là con ra ngoài xin phép được chạy ra ngoài ạ. À, Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thanh Ma Giá. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Cho con xin tín hiệu. Dạ cô Nhật Quỳnh, ồ cô Nhật Quỳnh trở lại rồi. Dạ rõ, kẹo cảm ơn đàn hữu nắng chiều. Dạ cô Nhật Quỳnh, cô vô lại, cô nghe được âm thanh của con không cô? Dạ nếu mà cô có nghe âm thanh của con thì cô, dạ con gửi mic lại cho cô nha cô. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Nguyên Trang đã đỡ mic cho Như Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con dạ cảm ơn chị Meta. Dạ, con xin đặt câu hỏi lại ạ. Dạ, do con lúc nãy con nghe Ngài nói về có một vị nào đó chứng minh thì truyền giới thì mình mới thọ đủ tam quy và ngũ giới. Nhưng con thì trước khi con xin giới thì con thọ tam quy, tức là con quy y Phật Pháp Tăng ba lần bằng ba ly rồi con mới xin giới. Vì bạch Ngài, như vậy con có thể nguyện là con xin thọ trì tam quy và ngũ giới được không, hay là như vậy vẫn không đủ bạch Ngài? Dạ con kính nhân bích đến Ngài ạ. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bích Tha giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thì làm vẫn được như thường, nhưng mà cái năng lực của mình đó thì thường thường đó. Tại sao người mình dựa, cần cái người để mình dựa lại như vậy đó. Nên mình dựa để nó nhắc nhở cho mình nhiều chuyện lắm. Nhất chuyện thọ tam quy rồi chuyện giữ giới nó cũng nhắc nhở là mình có đã hứa với cái gì đó như vậy. Thành ra đa số thì thường thường đó, người Việt mình thì ở những cái nơi mà ít có chỗ, có chùa, có thầy, có ấy. Thành ra mình tự nguyện hết á. Chứ nhưng mà thường thường là bên mấy nước theo Phật giáo truyền thống là họ đều vô buổi sáng họ đi làm, họ ghé chùa xin thọ tam quy ngũ giới trước rồi cái họ mới đi làm tiếp, hoặc là họ ghé chùa họ làm phước. Ví dụ như ở cái hồi xưa chúng tôi ở cái chùa thường thời đấy, buổi sáng thường họ đi sớm lắm. Tại sao? Tại vì đi xe bus thì nó cũng kẹt, nó kẹt mà đi trễ thì lên nó kẹt xe bus nhiều khi trễ sợ, thành ra họ ra họ đón đi sớm lắm. Họ đi tới cái chỗ gần chỗ làm mà có chùa đó, họ xuống cho đó, họ xuống cái chỗ chùa đó, họ vô họ làm phước bằng cách là họ quét rác hay làm sạch sẽ gì xong
làm xong rồi cái chư tăng mà bắt đầu mở cửa cốc để chuẩn bị đi trừ bệnh đó, cái họ vô xin thọ tam quyền ngũ giới xong họ đi làm. Thường thường buổi chiều cũng vậy, buổi chiều họ về họ sợ kẹt xe đó, mà về sớm thì không được, mà họ cũng sợ vô chùa đó ngồi thiền. Thường thường họ xin ngồi thiền để vậy đó, xong cái 7-8 giờ tối họ bắt đầu họ ra, họ lên xe hoặc là xuống đò họ về. Chứ cái giờ nó giống như bên mình đó, bây giờ kẹt xe ở bên Mỹ đó, giờ sẽ ngồi ngoài xe mà ngồi nhẹ vừa mở nhạc ra ca rồi này kia sụm bên đó, thì họ có những cái tiền lợi ích như vậy. Thì bây giờ mình xin tự thọ cũng được, nhưng mà để quý vị bữa nào đó cô Nhật Quỳnh thử về để biết khi nào có tới chùa xin thọ ngũ giới. Rồi ngày thường tự thọ xong rồi mình so sánh được rồi cái việc mà thọ tam quyền ngũ giới có người chứng minh cho mình, và cái việc mình tự làm đó, thử xem cái năng lực mà về phương diện mà giữ vợ dành gìn cái ngũ giới tam quyền ngũ giới do nó trong sạch đó, cái nào nó có năng lực hơn thì biết liền à. Thành ra tại sao người ta phải dựa vào ông sư, thường thường dựa vào giới tu sĩ là vậy. Còn mình ở trong điều kiện không có được thì mình cứ xin tự thọ, không ai nói vậy đó. Mà ở đây chúng tôi muốn nói là cái sự lợi ích trong cái việc mà mình giữ rồi mình có khả năng để mình quán xét đồ này kia xong, nó có lợi ích nhiều hơn ha. Chứ còn không có bây giờ phải đi vô chùa xa lắc xa lơ đi xin làm gì, thấy không? Mình không có điều kiện thì cứ xin vậy cũng được, không sao. Nhưng mà nên nhớ hoặc là xin ngũ giới là phải giữ xong rồi buổi tối muốn xin lại đó, mình phải quan sát từ sáng tới giờ đó mình có phạm hay không, phạm cái giới nào thì xin lại cái giới đó thôi. Còn nếu mà trời quy phạm hết mới xin lại hết, chứ đừng mình cái không mình không phạm là mình xin làm gì nữa, phải không? Nên làm cho nó có bộ có mấy rồi đàng hoàng, chứ còn hãy mà vô cái làm giống như mở cái máy cassette lên đâu được, vô cái là cái tạm quyền ngũ giới thì trưa buồn tạm quyền ngũ giới, chỉ siêu buồn tạm quyền ngũ giới cần thiết trước khi mình muốn xin thọ tạm quyền ngũ giới lại đó, mình quán xét lại coi mình khuyết cái gì thì mình xin lại cái giới đó mà thôi. Còn tam quy thì một ngày xin lần là đủ rồi. Cái kia mình xin giống như ông sư để không thấy cái nào không trúng thì ông đi sám hối cái đó thôi, chứ ông đâu sám hối mấy cái mà ông không phạm. Thì cái này cũng vậy, mình tập về cho nó vui hơn. Nam mô Phật Thầy á. Dạ thủ lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã chỉ dạy cho con. Dạ đúng là như ngài nói, con thì không có cơ hội đi đến chùa. Dạ tại vì từ chỗ con mới đi đến tới chùa Pháp Luân thì rất là xa, và con cũng không có phương tiện. Nhưng mà có những ngày mà con vào trong rung, con được thọ giới với quý ngài, quý sư trong rung, thì con cảm thấy nó vẫn có tác dụng hơn là một mình con thọ giới. Và cái thứ hai nữa, ngài chỉ dạy cho con nghĩ con sẽ suy xét lại. Dạ con sẽ suy xét như ngài nói để mình xin giới lại. Từ trước giờ thì con cứ nghĩ rằng mình xin giới một ngày nhiều lần như vậy để nhắc nhở mình hơn. Dạ con tri ân ngài. Dạ lúc nãy Nhục Bình thấy câu hỏi của Nắng Chiều mà Nhục Y Tế mất tiêu rồi. Dạ xin Nắng Chiều phổ ích lợi dùm cho Nhục Bình ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ dạ hết là câu hỏi được không? Dạ cho Nhật Quỳnh, để Nhật Quỳnh đọc cái Nhật Quỳnh té là nó mất câu hỏi rồi, chưa kêu kịp giữ lại ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu người vào đạo tràng. À cảm ơn Nguyên Trạch, cảm ơn Năng Chiều. Mình ngồi nghe quý ớp trong Zoom xin mỗi ngày như vậy có được coi là mình đang xin giới không? Kính bạch sư. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ kính bạch chư tôn hiền. Dạ kính thưa chư quý vị, mình phải có tác ý xin giới thì dầu rằng mình nghe mình không có lặp lại cũng được gọi là xin giới. Còn nếu mình không có tác ý, mình nghe thường thường thôi là cũng không ấy, phải có tác ý để làm những cái chuyện đó ha.
Có tư ý nghe, còn nếu mà tốt nhất là nên lặp lại theo cái lời của ốp trong rum á. Ta đọc câu nào mà lặp lại vậy đó, lặp lại đúng là cơ kể như mình cũng là người đang xin giới chứ không. Nhưng mà đã nhớ xin rồi đừng có dễ vui. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con thấy nắng chiều đã tri ân rồi, nhà Nguyên Trang cũng tri ân. Rồi, bà Nguyên Trang. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, con có một câu hỏi của bạn đạo, con xin đọc và xin ngài chỉ dạy cho chúng con ạ. Khi mình chia phước, những chúng sanh hiện tiền và quá vãng có nhận được không? Và phước đó là phước y như mình đã làm hay chỉ là phước tùy hỷ? Dạ con kính dâng bích lại cho ngài ạ, để ngài giảng dạy câu hỏi cho chúng con ạ. Dạ con xin xin bích nè. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Chia phước là mình đối với người hiện còn sống thì mình nói cho người ta nghe để người ta tự hỷ phước báo của mình, cái đó là thức tự hỷ phước báo. Còn cho cái người mà quá giảng thì mình phải dùng cái danh từ là hồi hướng, tức là mình hướng tới người đó nha. Chứ còn nếu mà mình không cho hay là không có hồi hướng thì người đâu có tới người ta, mà nếu mà tới người ta người đó không biết nhận thì cũng không có tới được. Ví dụ hồi hướng người đó phải biết cách nhận, mình cho mình nói phước tới người còn tài tiền đó thì cái người đó phải biết cách tùy hỷ, chứ nếu không thì cũng đâu có nhận. Ví dụ như giờ Nguyên Trang lại khoe với ai đó, nói tôi hôm qua tôi mới đi làm phước ở chùa đó, nói xin chia phước với chị nha. Mà nó bây giờ cái mặt Nguyên Trang nó mặt về mà cũng biết làm phước thì bà làm gì mà có phước đâu, thấy không? Phải xả thú, phải tùy hiểu cái phước báo đó mà mới có bà mới có phước chứ. Còn bà không có xả thú thì hiểu mà còn kênh mình thì làm sao có phước được. Này ra bà nói chia phước tới người nào phải biết người đó có nghe, có hiểu, có đồng ý hay không thì nên chia. Còn những người ta đang nổi sùng với mình mà lại mình chia thì không ai nhận được đó. Cái thứ hai, cái người nhận với cái người làm phước cho đó, với cái người mà tùy hỷ phước báo đó, cái người tùy hỷ phước báo thì phước nó ít hơn với cái làm sao nó bằng cái người mà ta làm cái phước đó được. Cái giờ hồi xưa đó, hồi thời còn nhỏ, ông vua Dục cũng có người bạn, hai người đang đắp đất đắp gì ấy, là Đức Phật đi tới ông là sau này là vua Dục đó, ông mới dâng cho ngài cục mảnh đất sét thì vậy. Còn ông kế bằng bạn của ông thì chỉ xả thú rồi, không chấp tay rồi xả thú rồi đó. Sau này ông A Dục ông làm vua, ngoài Suka ông làm vua. Còn ông kia chỉ làm quan đại thần thôi chứ làm sao mà làm vua được đó. Cái phước mình chia nó, cái năng lực nó không có bằng cái người tự làm cái thần khẩu ý của mình. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thú dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều, ngài đã giảng dạy câu hỏi cho con nè, cho chúng con. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi, những thắc mắc của mình trong tuần qua về Phật pháp, và ngài Liễu Tông sẽ trả lời những thắc mắc đó cho quý cô chú ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con xin đọc câu hỏi trên màn hình. Kính bạch ngài, một người hiểu được quả báo của lễ dâng y Katina nên rất hoan hỷ và dùng hết sức mình để làm chủ lễ dâng y, nhưng ít làm quan tâm đến những việc phước khác thì có được không thưa ngài? Dạ đây con đọc lại lần nữa cho rõ ạ. Kính bạch ngài, một người hiểu được quả báo của lễ dân y Katina nên rất hoan hỷ và dùng hết sức mình để làm chủ lễ dân y, nhưng ít làm quan tâm đến những việc phước khác thì có được không thưa ngài? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch Chư Tôn Hiền. Dạ kính thưa quý vị, được chứ không cái chợ năm được làm lễ chủ lễ nghỉ lần thì cũng giống như mình á, một năm mới được bữa cơm rất là no, có tôm có cá đầy đủ, còn mấy bữa khác ăn cơm trắng, bởi vì mình không có làm phước, mình phải làm phước tất cả các loại phước liên quan tới phước báo, mười phước tạo phước mình phải làm, trong cái điều kiện mình đang có thì mình làm càng nhiều càng tốt. Đó, lễ dân y đó nó phước nó nhiều so với các loại khác, nhưng mà một năm chỉ được quyền làm có một lần mà thôi, và làm có một chùa mà thôi, chứ đâu phải lúc nào cũng làm được. Cái đó là cà lá đà ná, tức là làm có giới hạn của nó chứ không, nhưng mà đâu phải ai cũng làm được, có khả năng làm lễ được cái lễ dân y đâu. Đó là chưa kể rồi mình ở những cái nơi xa xôi này kia sùng không phải dễ, thành ra mình biết cái đó là phước lớn, nhưng mà có những việc xung quanh đó mình cũng nên phải lên làm chứ không phải không. Nếu bố thí gì đó phải làm cho nó đầy đủ những cái chuyện đó, chứ còn nếu mà không thì rất là khó. Làm là làm cho đủ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ xin phép quý vị về phút thầy giờ có anh các cọ anh tới thì xin nói anh một chuyện. Nam mô Bụt Thầy. Dạ Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Cô Nhật Quỳnh có trước máy không cô? Dạ ngài có khác rồi à. Dạ con kính mời đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi. Có thể có chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi khi ngài trở lại ạ. Cô Nhật Quỳnh có trước máy không cô? Dạ con kính mời đạo tràng nha. Tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi, có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình nè. Dạ con gửi mic lại cho cô nha cô. Con thấy chưa thấy ngài trở lại nữa. Dạ con xin xuống mic nè. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, kính đảnh lễ ngài Trí Đức, và con kính chào đạo tràng. Con đã thấy tín hiệu ngài đã trở lại. Dạ kính thưa ngài, đạo hữu Ngọc Hân đã xa thú con kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Thính Pháp. Dạ kính bạch ngài. Dạ kính bạch ngài, chúng con có phước duyên là cúng dường chư tăng mỗi tuần, làm thế làm để khởi lên tâm thiện hợp trí. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. À. Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch Chư Tôn Hiền. Dạ kính thưa chư quý vị, thật sự đó là phước nhiều phước ít là do cái tác ý ba thời hay bốn thời. Theo Bali thì cái tác ý mỗi cái việc làm của mình nó là có ba, tức là trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Nhưng mà theo chú giải thì có tới bốn, là trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm và sau khi làm thời gian lâu là mình cũng có nhớ lại. Thì khi trước khi làm thì mình phải có tác ý trước khi làm là như thế nào, là những cái gì mà mình đem cho đó, mình nghĩ tới cái lợi ích mà cái người nhận là chư tăng như thế nào, rồi mình phải làm thế nào để cho nó không có phải nghĩa là
có những cái điều kiện mà chư tăng dùng rồi có thể bị gì hay là chư tăng dùng có thể phạm giới rồi những cái loại gì đó, thì mình có quan sát mỗi ngày, mỗi lần trước khi làm mới làm vậy. Rồi trong khi mà mình dân chư tăng nhận đó thì cái tâm mình cũng vậy, là mình nguyện là để cái trong cái tác ý của mình phải quán cái suy nghĩ là làm thế nào để mình chấm dứt được cái bổn sản hay cái gì đó, và đưa cho chư tăng để nhận cái này để ngài có khả năng ngài tu hành tiếp tục để có thể chỉ cho mình những cái điều gì lợi ích ha. Rồi sau khi làm là mình cũng suy nghĩ hai cái điều đó, tức là quan sát lại xem cái việc làm của mình đó nó có hoàn hảo hay là nó thiếu hay là nó khuyết cái gì đó ha. Còn cái tác ý sau khi làm thời gian lâu là như thế nào, bây giờ mình ở ở cái nơi mà không có vị thiền sư dạy mình thiền hay dạy mình làm cái gì đó, thì mình dùng cái phước của mình, cái phước bố thí đó, mình quán xét, tức là mình gọi là niệm thí đó, thì để làm cho nó có năng lực nhiều hơn. Bởi vì lâu rồi mình không nhớ tới, tự nhiên mình nhớ tới vậy đó, cái tâm nó phải có năng lực mới nhớ chứ. Thường mình một hai ngày sau mình dễ quên lắm, chứ mình không bao giờ ấy. Thì cái mà dùng cái pháp bố thí của mình làm rồi đó, để quán tưởng mỗi khi mà mình có cái cơ hội đó, thì cái đó là một cái trường hợp nó giúp cho cái đó có năng lực. Thành ra khi đó, cái đó là khi là lúc nào mà cho quả thì quả sanh làm người có tam nhân, mà cái những cái việc làm lần sau đó cũng làm cái việc bố thí đó, thì mà cái tâm nó mới là tâm thiện hợp trí được. Chứ còn mình làm thấy người ta làm sao bắt chước làm cho có làm nghe nó có phước thì cũng làm sao mới ngồi nguyện cho phước này để trúng lottery hay là làm gì đó, thì cái tâm mình lúc đó nó có phiền não thì làm sao mà hợp trí được, nghe không? Mình làm với tâm mình nạp trí, mà phải làm với tâm trong sạch từ đầu tới đuôi, và sau thời gian làm lâu cũng phải khởi cái tâm nhớ lại để quan sát nó với cái từ cách lại mình thiền, gọi là thiền niệm thí đó. Nên là thanh tịnh đạo đó, coi niệm thí là niệm như thế nào để cho biết niệm thí rồi niệm như thế nào, rồi cái mình bố thí xong mình dùng cái sự cúng dường của mình đó, để làm đề mục cho cái phương pháp niệm thí của mình. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. À, Nam mô Bổn Thầy. Dạ. À, dạ con xin đọc tiếp câu hỏi của đạo hữu Thính Pháp ạ. À, chúng con nên phát nguyện như thế nào sau khi cúng dường? À, dạ con kính dâng bích lại cho ngài ạ. À, để ngài tiếp tục trả lời câu hỏi cho đạo hữu Thính Pháp. Dạ cảm ơn đạo hữu. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiện dạ kính thưa cho quý vị ốp mấy ốp nên nhắc cho đạo tràng biết là thay đổi giờ rồi, là phải cũng phải cái giờ đây tạo theo giờ trong Việt Nam đây cũng thay đổi theo, chứ họ có tưởng 2:30 họ mới vô, họ ngủ cũng biết giờ vô cái mình sắp đóng rung rồi. Bây giờ hỏi đang phát nguyện thế nào, thì khi mình làm được cái phước, bất cứ cái phước gì thì nó có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cho người và chuyện thứ hai là cho mình. Mà nhớ chuyện đó. Chuyện cho người thì có cho người đã quá vãng hoặc là cho người đang còn sống. Cho người quá vãng thì mình gọi là hồi hướng. À, thì mình mượn cái câu của vua Bình Sa đó. Nghĩa là hồi hướng cho cái cho thân nhân là ngạ quỷ của vua Bình Sa trong mấy kiếp trước, mấy chục kiếp trước, mấy chục kiếp cái đất trước. À, khi về báo động như đó thì đọc câu đó. Thì đăng nô nha tiên năng hổ tụ su cái thảo tụ nha tại vô gì đó, cái đó là kinh cái quyển kinh tụng nào cũng có hết, đó là cho người quá giảng. Còn cho người ngoài mà còn sống thì mình lại mình nói người ta, ví dụ như quen cô Nhật Bình hay là cô Nguyên Trang lại là hôm qua tôi mới đi cái chùa đó tôi làm phước cho mà nói cho các chị quan hỷ với tôi, nếu mà họ mấy người đó mà lên tiếng nó xả thú rồi này kia xong đó thì biết tiểu quá đó thì không có phước. Còn ở châu mình là gì, là mình nguyện để tôi, cái phước mà tôi làm đây là hãy là mối duyên lành để chấm dứt được các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm nên đó. Thì cái đó là cho mình, còn cái cho người là giống như chúng tôi nói đó là hồi hướng đó, và cho người cái một cái là nói chia phước cho người ta để người ta tùy hỷ phước báo. Nam mô Bổn Thầy. Dạ.
Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh cảm biết chút xíu nha. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào Vinh Kinh, mến chào Thích Lan Nguyệt và quý đạo hữu dạ và đạo tràng. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, cũng như lời Ngài Liễu Tông đã nhắc nhở. Dạ, Nhật Quỳnh xin thưa với đạo tràng, ở những chỗ khác Nhật Quỳnh không có rành giờ. Nhật Quỳnh chỉ biết là ở bên Hilton, tức là chỗ Nhật Quỳnh đang ở, thì coi như là đổi giờ. Đổi giờ thì mấy bữa Nhật Quỳnh cũng thấy có vài vị đi vào đạo Dung trễ. Nhưng mà cứ nói tại sao bữa nay Dung học sớm. Nhưng tại vì ở bên nước ngay chỗ Nhật Quỳnh đi, dạ, còn mấy chỗ khác Nhật Quỳnh không rành giờ, nên kính mong quý vị quan hỷ. Đổi giờ hết nước Mỹ, nhưng mà tùy theo đó Nguyên Trang, ví dụ chỗ Nguyên Trang cũng khác chỗ Nhật Quỳnh, phải không? Chỗ Nguyên Trang thì ngay chỗ ngay là ngay giờ của đổi giờ thì hình như là cùng giờ với Việt Nam, còn bên Nhật Quỳnh cùng giờ tức là cách 12 tiếng, còn bên Nhật Quỳnh là cách 13 tiếng. Dạ thì coi như là quý vị ở chỗ nào, ở tiểu bang nào, thì quý vị theo cái tiểu bang của quý vị. Giờ Việt Nam thì không có chỗ nào không có đổi giờ gì hết. Dạ, giờ Việt Nam thì không có đổi giờ gì hết. Thì quý vị có thể canh giờ của quý vị là quý vị đổi giờ. Thí dụ hồi trước Nhật Quỳnh 3 giờ rưỡi ở đây Nhật Quỳnh mới mở room, nhưng mà hiện tại thì khi đổi giờ rồi là 2 giờ rưỡi Nhật Quỳnh phải mở room. Thì nói ngay cái room Phật giáo Nam Truyền này thôi. Dạ thì coi như là Nhật Quỳnh phải mở sớm một tiếng so với mọi lần. Thành ra như vậy thì quý vị có thể thiết về gì, có thể canh giờ của quý vị. Giờ Việt Nam thì không có đổi, còn giờ bên nước ngoài thì có đổi, thì quý vị tự canh nha. Nhật Quỳnh không có rành giờ. Ở thí dụ bên Nguyên Trang hoặc bên Cali rồi thì Nhật Quỳnh không có rành. Và dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ để chúng ta có thể dự thính được tốt hơn. Dạ, như Ngài lên Ngài Diệu Trong đã dạy. Mến chào Hòa Phương chút nữa Nhật Quỳnh hết giờ, Nhật Quỳnh nhờ Phạm Vượng gọi cho Nhật Quỳnh một chút xíu nha. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá. Vậy bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay và mời cũng như mời câu chích chát, mời Nguyên Trang nha. Nam Mô Bích Thai Giá và con Nguyên Trang. Và một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông và con kính chào đạo tràng. Dạ, kính chào chú Kinh và đến với đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho biết được tín hiệu. Dạ, con đâu có câu hỏi đâu cô. Con... dạ, dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. À. Dạ, không biết là... chú Kinh có câu hỏi không ạ? À? Dạ, kính mời chú Kinh, nếu mà chú Kinh có câu hỏi và đã sẵn sàng câu hỏi ạ. À. Dạ, dạ trong khi mời dạ dạ con xin dạ con xin đòi hỏi của đạo hữu thính pháp, phước báo người hoan hỷ chắc không bằng người tạo phước, bạch ngài. Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ, con kính nhân mít lại cho ngài ạ. À. Dạ, con xin xuống mít ạ. À. Mô Bức Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giá Kinh Thưa Chư Quý Vị. Nghĩa là bên Mỹ nó đổi giờ, tức là bây giờ thục lại ông giờ, thì cái rung này cũng thục lại ông giờ, mà tới khoảng tháng 3 năm tới đó, thì như là sau ngày 8 hay ngày 9 gì đó, thì nó lại tăng lên một giờ, thì lại 2 giờ rưỡi như cũ, quý vị nhớ vậy đó. Thì vô là nó không có sai, bởi vì cái rung này mở theo giờ Việt Nam, chứ không có mở theo giờ Mỹ. Thành ra Mỹ thay đổi, nhưng Việt Nam không có thay đổi. Dĩ nhiên là cái người tự hiển phước báo làm sao bằng người tạo phước được. Nếu mà người tạo phước mà với người tự hiển phước báo bằng nhau thì người ta ngồi không, người ta lo chờ người khác tạo phước thì người ta tự hiển cho nó khỏe, khỏi phải làm gì hết. Rốt cuộc rồi ông mấy ông sư đói trước, tại vì không ai để bác hết. Bởi vì cái lo chờ có người dân trong sư thì mình tự hiển. Người ta tạo phước, ta phải phước nó nhiều hơn, chứ còn người thì ấy là sao phước nhiều bằng được.
Nam mô Bích Hà dạ. Nam mô Bích Hà dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và kính chào đạo tràng. Dạ không biết là đạo hữu thính pháp còn thắc mắc gì không ạ? À? Dạ con đã thấy đạo hữu thính pháp sa thú sa thú. Dạ trong khi chờ đợi câu hỏi, dạ con xin có một cái thắc mắc của con ạ. Dạ kính thưa ngài, cũng như trong cái buổi lễ dân y đó ngài, thí dụ như mình thỉnh 10 vị tăng đến để tham dự cái buổi lễ cho của mình, buổi lễ dân y, nhưng mà lúc đó đó thì có thêm vài vị nữa, nhưng mà những cái quà mà cũng như là mình để mình dâng trong cái buổi lễ đó đó ngài, thì mình lúc đó như vậy thì mình không có chuẩn bị kịp đó ngài, rồi mình không có dâng như vậy thì có đúng không ngài, hay là tụi con mượn những cái vật những cái cũng như là cái quà đó của những vị tăng mà tụi con biết á, thì tụi con dâng cho mấy vị đó, rồi sau đó tụi con mua cái khác tụi con dâng lại cho cái vị mà mình mượn á ngài, thì mình làm ngài có thể chỉ cho tụi con để tụi con làm cho đúng không ạ? À? Con không biết làm như vậy có đúng không ngài? Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bích Hà gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, đúng lễ dân y là thí chủ không có quyền mời ai thêm hết đó. Cái chuyện mời sư hay không mời sư là ở cái chùa đó, ví dụ chùa đó mình ta nhập hạ đúng cái số chư tăng để làm tăng sự thì người ta không cần mời ai đó. Còn mời là khi nào cần tăng sự là phải 5 người 5 ông sư, thì nếu nhập hạ 3 vị thì ở chùa đó ta mời thêm 2 vị cho đủ 5 để làm tăng sự mà thôi. Còn cái chuyện thí chủ dân thì chỉ dân cho 3 ông sư mà nhập hạ ở chùa đó thôi. Mà mấy ông sư mời thì ông phải sức tiền túi ông, chứ thí chủ không có quyền sức cái gì hết á. Bởi vì thí chủ thí dụ như là nó thành con số cho nó dễ hiểu, làm muốn làm lễ dân y đó, 3 bộ y với thêm tiền mặt là thí dụ như $2,000 đi, thì 3 cái bộ y $2,000 đó tùy thuộc 3 ông sư nhập hạ ở đó mà thôi, ông muốn chia sao chia. Chứ thí chủ không được quyền lấy cái số tiền đó để hay là cái mượn cái gì để cho mấy ông sư khác tới nha. Hoặc là ông nghe trụ trì cũng không được quyền làm chuyện đó, bởi vì cái đó là thí chủ dân cho những người nhập hạ trong cái chùa đó mà thôi. Mà nhớ đó là tài sản của mấy ông sư đó. Cái điều đó được đề cập trong cái lợi ích thứ năm của chư tăng có 5 cái lợi ích đó. Lợi ích thứ năm là tất cả những cái gì phát sanh từ lễ dân y chỉ thuộc về những ông sư ở trong cái chùa đó mà thôi, nhập hạ trong chùa đó mà thôi, còn những ông sư khác tới chỉ để làm tăng sự chứ không có được quyền nhận. Nên nhớ chuyện đó, lực Phật về lực là cấm mà đây, chứ không phải là nghe chỗ đó rồi tụng rồi súng nhau mà đi tới. Còn cái chuyện ông trụ trì ông muốn mời ai, cái đó là ông phải xuất tiền túi ông trả, chứ ông không quyền lấy cái số tiền đó, bởi số tiền đó là thuộc mấy ông sư nhập hạ đó, thì ông lấy tư cách gì ông lấy tiền của người ta, đúng không? Trừ phi tới tối là chia rồi đó, sau khi chia rồi quyết định cái số tiền nó làm gì, ví dụ như cái số tiền $2,000 đó, mỗi ông sư được 200 là 600, còn 1,400 thuộc về chùa để trả tiền điện ra nước, trả cái gì đó, sửa chùa gì đó, thì 1,000 đó đó ông trụ trì được quyền xài trong những cái việc mà chư tăng đồng ý thôi, chứ không được quyền sách cho ai đó. Mình nhớ cái chuyện đó là luật là cái đó, nên bởi nhập hạ nó có cái lễ đó, chứ nếu mà cái ông đó ông học nhập hạ chùa ổng thì khi người ta làm lễ ngay chùa ổng thì ông đã có cái lễ đó rồi, thì ông tới chỗ khác chia lễ gì nữa, phải không? Là cả thiên ná khánh tha cả trong luật ra coi đi thì tao biết liền à. Nam mô Bích Hà dạ. Nam mô Bích Hà dạ. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. Dạ kính thưa ngài, dạ cho ngài cho con hỏi tiếp một câu hỏi. Dạ tại vì thật ra tụi con không biết đó ngài. Theo như tụi con thấy á ngài, như là trong cái buổi lễ dân y đó ngài, thì thường á nhập hạ thì không có đông ngài, không có nhiều, nhưng mà thí dụ như cái buổi lễ dân y đó thì cũng như là chư tăng cái vị chư tăng á sẽ mời những người vị khách tăng tới tham dự cái buổi lễ dân y đó, thì mình phải có bộ cũng như là tại vì con thấy đi chùa, hình như là đi chùa nào cũng vậy, con thấy là lúc nào là cũng mình phải cũng như là mình phải lo cái thứ vật dụng cho những người khách tăng tới,
cũng như là tứ vật dụng đi. Rồi còn nhưng mà con nghe ngài nói là cái số tiền mà mình lo cho cái buổi dân y thì mình chỉ dâng cho cái vị mà nhặt hạ thôi đúng không ạ? Nó mình không có được mà mình chia cho những cái vị khách tăng khác hả ngài? Dạ, con kính mong ngài giải thích rõ, giảng dạy lại cho con được rõ hơn ạ, để con làm cho nó đúng ạ. Dạ, con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị sư nói là rõ ràng là quý vị là cái luật về cái vụ mà cái tài sản liên quan tới dân y đó của ai, của mấy ông sư nhập hạ trong đó mà thôi. Còn bây giờ mà trong trường hợp mà ông cả mà ông mời thì ông phải xuất tiền túi của ông chứ ông không có quyền lấy cái tiền trong cái lễ dân y. Tiền trong lễ dân y là chỉ dành cho những ông sư nhập hạ trong cái chùa đó mà thôi, của thí chủ dân cho những người đó. Thì còn trong trường hợp mà ông cái chùa đó nghèo mà ông còn muốn show up để cho mấy ông sư khác rồi biết cái chùa ấy, ông có mời thì ông phải nói với thí chủ. Thì thí chủ tìm đâu ra cái tiền khác chứ không phải tiền đang trong lễ dân y. Ví dụ như ông đời ông nói ông mời 10 ông nữa, thì bây giờ trong chùa có 3 ông, 10 ông nữa là 13 ông. Thì 10 ông nữa đó, nếu thí chủ có khả năng thì dân không có khả năng thì thôi. Đó, chứ làm sao mà khi không cái chịu biểu thí chủ ì ra mà chịu. Phải không? Mình nói thật sự vậy đó, không có chuyện đó. Đó là theo luật đàng hoàng, quý vị là thì nó thảnh tất cả đó ta thấy rõ ràng trong luật Đức Phật chế định đàng hoàng. Nghĩa là cái lợi ích thứ năm dành cho những chư tăng nhập hạ trong cái chùa đó mà thôi, không có cái người ngoài tới chỉ để làm tăng sự thôi chứ không có dính dấp gì tới cái của cải của cái lễ dân y đó cả. Ông trụ trì ông muốn dân ông khách tiền túi ông ra hoặc là ông lấy tiền chùa gì đó chứ không được quyền lấy cái tiền bữa đó chưa chia gì hết. Bởi vì sau khi mà làm lễ dân y xong đó thì thường tối là chư tăng ta mới họp lại, chư tăng trong chùa đó chư tăng bàn chúng ta mới họp lại ta chia. Bây giờ năm bữa chia cho ai cho ai, bây giờ 2,000 đô la chia làm sao. Thì sau đó đó mỗi người chia xong rồi đó còn dư cái số tiền mà cả ba ông sư nhập hạ đó quyết định là bỏ vô tài sản của chùa để chùa làm gì đó là chuyện của lúc đó ông sư cả mới có quyền lấy để ông xài trong cái việc mà ông mời chư tăng gì đó. Còn khi không mà đương lấy là chư tăng nhập hạ trong đó chưa có quyết định cái số tiền đó, cái tài sản đó như thế nào mà tự nhiên ông cả nào dám lấy tiền của chư tăng để đi cho người ta, phải không? Mà bây giờ mình đã dân, mình hứa, mình dân, mình tắt bạch dân y, tức là mình dân cho mấy ông sư trong chùa đó rồi, tự nhiên cái mình cũng chia cho người khác nữa là sao? Phải không? Mình tắt bạch dân y là dân cho mấy ông sư trong chùa đó mà thôi. Mà nhớ lễ dân y là những ông sư nào trong chùa đó mới được hưởng. Còn được mời tới làm tăng sự hay là mời tới chơi, tới dự gì đó, ông cả phải xuất tiền riêng ra. Nếu ông mời, ông sư nào mời tới phải xuất tiền riêng ra cho, chứ không có liên quan tới thí chủ cả. Ngoại trừ ông cả, ông mà nói trước với thí chủ, thì chú phải xuất riêng. Ví dụ thay vì mình làm lễ nghi 2,000 đô la với 3 bộ y, thì bây giờ mình thêm 500 nữa, thì 500 đó quý vị có thể đưa dân bà thơ cúng mấy ông sư mời tới được. Chứ không được quyền lấy trong cái đó, bởi vì trong cái đó quý vị khi tác bạch dân y tức là dân cho mấy người nhập hạ trong chùa đó mà thôi. Hiểu chưa? Nam mô Bổn Thầy giá. Sa thú, dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. Dạ con hiểu rồi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi với những thắc mắc của mình ạ. Về Phật Pháp trong tuần qua và con kính mời đạo tràng có thể giơ tay hỏi trực tiếp tới ngài. Dạ con thấy có một câu hỏi của đạo hữu Giang Nhật Hạ. Dạ thưa sư, ngày nay có rất nhiều vị giảng pháp trên mạng internet, làm thế nào để biết được tiêu chuẩn một bài pháp có chánh pháp? Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kinh bạch chư tôn hiền giả, dạ kính thưa chư vị. Thường chư tăng muốn thuyết pháp thì dẫn một cái câu gì đó phải dẫn chứng cái chỗ mà ông sư ta lấy ra. Ví dụ một câu kinh Pháp Cú thì phải dẫn chứng câu kinh Pháp Cú.
Còn mà trong tăng chi thì phải dẫn chứng, trong tăng chi, trong tương ưng phải dẫn chứng, chứ không thể nào nói ngang ngang được đó. Mình nói ngang ngang đó, mình là nói cái đó là Phật dạy này, Phật dạy nọ đó, cái đó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm tại sao? Trong tương ưng bộ kinh Đức Phật dạy, điều ta không nói mà nói ta nói, điều ta nói mà nói ta không nói, cái đó là phỉ báng ta, tức là phỉ báng Đức Phật. Thành ra ông sư thì ông không có làm việc đó, ông phải giới thiệu cái đó. Ví dụ quý vị nào muốn ấy thì buổi sáng có hai cái rung, quý vị vô sẽ thấy một cái rung là lớp Phật Pháp Bồ Tát Thầm Mã, lớp thứ hai là Phật Pháp Cứu Kinh Chuyên Đề đó. Quý vị vô thì sẽ thấy rõ ràng, khi mà ông sư giảng câu kinh Pháp Cú số mấy đều có liệt kê trên đó. Còn bên lớp Phật Pháp thì cái chữ tặng giảng đó là bài này trong bộ nào, trước bộ kinh, trung bộ kinh phẩm thứ mấy số mấy, nói đàng hoàng, chứ không phải là tự nhiên cái sách nào đó ra rồi cũng nói cái này là của Đức Phật, nói cái này Đức Phật nói cái đó, là quý vị không nên vô những cái rung đó để nghe. Nam mô Bích Tha Dạ. Nam mô Bích Tha Dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu Giang Nhật Hạ đã xa thú ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý đạo hữu có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài, hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi lại cho ngài ạ. Con chưa thấy câu hỏi. Dạ con thấy bàn tay của cô Nhật Quỳnh. Dạ con kính gửi mic lại cho cô ạ. Dạ sa thủ kính ơn Nguyên Trang đã làm thị giả cho ngài. Nam mô Bích Tha Dạ. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nguyệt Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nguyệt Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Quỳnh Kinh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Quỳnh Kinh? Quỳnh Kinh nãy giờ ngồi im ru à, nghỉ ngơi khỏe rồi. Tuần này cũng không cho đạo tràng học bài rồi. Bây giờ Quỳnh Kinh cho Nhật Quỳnh một tín hiệu rồi. Kính mời bàn tay Quỳnh Kinh nha. Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả. Dạ, kính lễ thượng tọa Lưu Tông. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Cái này nghỉ mấy tuần ha, bắt đầu tuần tới học lại ha. Dạ, thưa sư, sẵn cái vụ mà dân y đó, nhà con cũng hỏi là cái dân y Katina với lại mình dân y thường đó, ví dụ mình bình thường mình dân y những vị sư khác, thì hai cái vấn đề này á, nó có cái quả phước như thế nào thưa sư? Nếu mà nhân y Katina thì mình có được quả phước như thế nào, nhân y thường thì quả phước như thế nào, cái nào được là gọi là ehipikú, như thế nào được gọi là ehipikú? Con cùng thỉnh sư quan hệ giải thích về hai vấn đề này. Nam mô Bồ Tát Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự dân y Katina nó quý rồi, tại vì cái đó là loại là Kaladana, tức là một chùa một năm chỉ có một lần, mà là một lần trong một ngày đó mà thôi, ngày quyệt chùa quyết định thôi, chứ không thể tìm được cái khác đó. Còn cái loại dân y thường là muốn dân lúc nào cũng được nha. Thành ra dân y Katina sẽ dễ, nó có phước đó, là tại vì cái người làm nó nếu biết cách làm cái dân y đó đó, nội cái tác ý trước khi làm, nhiều khi đó mình xí để mình làm để dân y Katina đó, nhiều khi tối thiểu cũng một năm. Ví dụ như bây giờ đó quý vị vô nói với ngài Trí Đức, năm tới rồi xin làm chủ lễ nghi, ít nhất trong vòng một năm đó mình ngồi cái tác ý trước khi làm, mình cứ ngồi mình nghĩ tới đi lễ dân y mà mình sắp làm đó, rồi cái đó phước báo nó cũng nhiều rồi, thấy không đó. Còn mấy cái dân y từ khác thì khi nào gặp dịp cứ làm lúc nào cũng được. Thành ra cái tác ý ba thời bốn thời nó không có giống nhau, nó không giống nhau thì dĩ nhiên là khi nó cho quả nó khác nhau chứ. Thường thường người ta nói là thường thường dân y Katina đó, nếu mình đủ phước mình nguyện đề thì phải cụ được, nhưng mà cái đó nó còn tùy theo nhiều cái điều kiện khác, chứ không phải là dân y Katina nguyện đề thì phải cụ là thành. Bởi vì muốn nguyện hiểu cụ thành là mình phải học, nghĩa là phải nói là
tạo ba la mật cơ nghĩa là hàng trăm ngàn kiếp à đời chứ đâu có ít đâu. Mà kiếp nào mình cũng cơ hội mình làm bất cứ cái phước gì mình nguyện hiệu phụ thì cái lúc đó mới thành. Bởi vì khi mà Đức Phật mà cho hệ phí cụ, cho người tu có thể kêu hệ phí cụ đó, thì Ngài phải quan sát xem người đó có đủ điều kiện này nọ, sùm này kia sùm đó, Ngài mới. Chứ còn không thường thường đó, thì cái người đó sau khi thính pháp xong đó mà không có đủ điều kiện hoặc không có nguyện để được thành hệ phí cụ đó, thì Ngài sẽ hỏi, sẽ phải xin Ngài để con tu, cho con tu. Quán rồi có đủ điều kiện chưa, hoặc thì Ngài biểu thiếu cái gì đó. Ví dụ như ông Bà Hy Giá đó, Ngài trưởng lão ở Bà Hy Giá, thấy không? Ngài xin tu, Ngài phải đắc đạo rồi đó, mà Ngài mới xin tu. Thì Ngài thấy trong tiền kiếp ông này, ông không có để chân y hay là không có, không phải là không làm. Nhưng mà ông làm trong kiếp nào đó mà bây giờ nó không có khả năng nó cho quả, thành ra ông không có y, không có y rồi ra biểu để kiếm y, thấy không? Thì mới cho tu, có y áo mới cho tu được. Còn cái người làm lễ dân y mà nguyện luôn hay hiệu phí cụ đó, là khi mà Đức Phật kêu là lại đây tỳ khu đó, thì tự nhiên là tóc rong rồi dình ngược là đụng luôn, rồi có y áo sẵn, ví dụ vậy đó. Cái áo đó là do cái phước mình tạo, nó có, chứ không phải là do khi không mà có. Mà thường thường á, nguyện mà cái làm dân y cho tới chư tăng đó, thì cái năng lực của cái lễ dân y đó nó mới đủ, có nhiều năng lực để mà mình nguyện thì phải cụ mình, với điều kiện á, là mình phải có đầy đủ những cái phước báo mình phải tạo, pháp học pháp hành là trong nhiều tiền kiếp mình phải tạo cho đầy đủ, thành ra mình nghe câu mình mới đắc. Chứ còn thật sự ra thí dụ như cái câu mà của Ngài, thí dụ như mình nói về kinh Tham Ma Trạch đi, thấy không? Cái ông mà ông nguyện đầy đủ đàng hoàng đó, ông thành ê cụ, mà ông cũng chỉ đắc sơ quả, mà ông nghe là cũng đắc. Trong khi bây giờ nó phải nói với trong room này có nhiều người, chứ không phải riêng cá nhân chúng tôi, tụng cả ngàn lần lợi ích, có đắc gì đâu. Tại tiền kiếp tạo phước báo ba mà kiếp nào cũng tu nháp, không có kiếp nào chịu tu thiệt hết, thì làm gì có cái năng lực đầy đủ để mình nghe câu pháp cái mình đắc, thấy chưa? Thành ra bây giờ ông nghe câu pháp đắc nhất phải vô room nè, chờ huynh kinh vô dạy di dự pháp này kia đầy đủ rồi kia, rồi mà cái ổng rảnh này ổng dạy, ổng rảnh này ổng đi lăn đá không thì bỏ rung nữa, là làm sao mà đủ phước báo để thành đệ phế cụ được, thấy không? Nó phải có nhiều cái điều kiện lắm chứ không phải dân y không. Đó, nói tới ổng cái ổng kênh là một bích thầy á. Sao thứ dạ kính nhờ đừng tạo liên tâm. Dạ thì cũng sẵn cái vấn đề này hỏi Đường Phải Tông về vấn đề mà làm lễ dân y đó. Thì ví dụ như Nguyên Trang tổ chức lễ dân y chẳng hạn như vậy, thì con tới con thấy được cái buổi lễ dân y đó, thì giờ mình muốn hùng phước, mình bỏ tiền, mình nói Nguyên Trang hùng tiền vô để hùng vô cái phước lễ dân y đó. Thì như vậy cái mình hùng phước như vậy, mình có phải được có phước báo của cái lễ dân y đó luôn hay không? Như Nguyên Trang chủ lễ giờ có hùng ké giờ thì cũng được cái phước ké đó chứ. Không biết như vậy thì cái phước báo nó như thế nào? Trong vấn đề này kính thỉnh sư Quan Nghị giải thích cho rõ thêm, và cái câu của thính pháp thỉnh sư giảng thích luôn. Và thính pháp nói là có thể đọc thầm hay là phải đọc ra miệng bằng tiếng Mali, và cũng thỉnh sư giải thích dùm luôn cho thính pháp luôn. Dạ, nằm một cái thầy á. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cô Nguyên Trang có làm lễ dân y tối thiểu cổ có cái tác ý trước khi làm cả năm. Còn huynh tới ngày đó huynh thấy huynh phát tâm thiền pháp vừa nay tiền nợ cái tác ý trước khi làm đã không có rồi, chỉ có tác ý trong khi làm, mà sau khi làm thì làm sao cái phước bằng của cô Nguyên Trang được. Thôi chứ mà làm gì nó phải có đầy đủ nhân duyên nhân quả, thì cái phước nó cũng theo nhân duyên nhân quả đó nó sanh chứ. Bởi vì cái người mà làm phước á, tất ý trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, hoặc sau khi làm thời gian lâu đó, mà có năng lực, tiếng Bali gọi là ục cạch thả, tức là có năng lực thứ thiệt đó,
thì cái người đó khi mà sanh mới được sanh làm tam nhân. Mà nếu mình trong lúc mình làm mà là với cái tâm hợp trí đi nữa, nhưng mà ta ý ba thời yếu xìu hoặc là không đồng đều đó, vẫn sanh làm người nhị nhân như thường. Đó là chú giải về nghiệp đó, giải thích vậy đó, chứ đâu phải dễ đâu. Đó. Chứ cái năng lực nó yếu liền thế thì thấy rõ ràng, nhưng mình thì theo mình phụ người ta, mình muốn mình bằng ta đâu có được. Hay là cái chuyện hồi nãy có thí dụ đó, không biết lúc đó mình vô chưa, thí dụ ông Vua A Dục với ông Quan Cần Thần đó, tại sao hai người bạn bè từ cái lúc mà gặp Đức Phật mà sao khác nhau? Tại vì ông Vua A Dục cũng dâng cái cục đất lên cho Đức Phật, còn ông kia đứng chỉ xả thú thôi, chấp tay xả thú thôi, mà xả thú muốn làm vua đâu được. Thấy không? Nó thành ra nó tùy theo cái cách mà mình biết làm để cho tác ý ba thời hay bốn thời nó có năng lực, nên năng lực đặc biệt mới được, chứ còn năng lực thông thường cũng không được. Bởi vì khi mình nguyện mà để gặp được Phật đồ này kia sầu mà mình làm chơi tu nháp như mình bây giờ là chưa chắc gặp được đâu. Mà có gặp thì lúc đó thì gặp được cái tượng của Ngài, chứ không sao gặp được Ngài được. Thấy không? Đó. Mà gặp được giáo pháp Ngài là có phước rồi, nhưng mà rất tiếc là kiếp nào tu nháp bây giờ gặp cũng đọc kinh không có hiểu luôn. Phải dựa vào chú giải, dựa vào bao nhiêu chuyện để hiểu kinh thì làm sao mà cái năng lực của trí tuệ mình nó nằm đâu mà để mình được đắc đạo đắc quả, phải không? Nó thành ra nó mỗi cái nó tùy theo nhân duyên, để cái quả nó cũng tùy theo cái tùy thuộc vào cái nhân duyên của nó, chứ không phải là quả nó muốn sao cũng được. Cái hai là khi mình phát nguyện mình nói ra lời, mình phải nói tiếng Bali, chứ trừ phi là mình tạo ba la mật, mà ba la mật thường thường tạo nó có ba cách. Cách thứ nhất là nói nguyện trong tâm chưa dám nói ra lời, thứ hai nói ra lời, thứ ba được thọ ký. Tại sao phải nguyện trong tâm trước? Nguyện tâm để mình chưa sẵn sàng để mình cho, mà mình nói ra lời cái nó nghe cái lời đi xin là mình chết đó. Quý vị không tin chúng tôi thì quý vị thấy bên mấy cái chùa mà có cho thọ giới ba Bồ Tát gì em sầm đó ha. Tức là người đã hành cái hạnh Bồ Tát thì hồng nguyện xong rồi, quý vị đã vô mà nghe hồng nguyện xong đó, quý vị lên xin có họ dám cho không? Bởi cái bố thí ba la mật mình xin họ không cho là họ tiêu luôn. Thấy không? Rồi xin đi. Còn bây giờ mình xin xe, ông nói không có xe, tôi nghèo, mình xin nhà, không có nhà, tôi đang ở đậu rồi này kia. Dạ mà dẫn ra nha sĩ xin ra bộ hàm răng của ông á, để cho ông ăn cháo cả đời trong thất kinh. Nam mô Bích Thà giá. À, xa thú, dạ, kính rời từng tội với tâm. À, thấy có câu hỏi gì nữa nè. À, mời Nguyễn Trang nha, mời Nguyễn Trang lên nha. À, Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ, dạ con Nguyễn Trang, kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. À, dạ con kính chào Đạo Tràng. Dạ, kính cảm ơn chú Kinh đã đặt câu hỏi cho Đạo Tràng ạ. À. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Ngọc Hân. Một người làm chủ lễ hay nhiều người cùng làm thì phước báo như nhau không thưa Ngài? Con kính dâng bích lại cho Ngài ạ. À. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bích Thà giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự cái chủ lễ là sau này bày ra, chứ hồi thời quả cũng có chủ lễ vậy đó. Mà cái người nào mà cái tác ý ba thời bốn thời nó nhiều hơn thì người đó phước nhiều hơn, chứ làm sao mà mình nói làm chủ lễ phước nhiều được. Đâu phải có tiền rồi làm phước là phước, là phước nó nhiều hơn người không có tiền là phước đâu. Thấy không? Ông thua tác thí ấy. Bây giờ ví dụ như mình biết cái chùa đó chưa có người ta, mình nhào vô mình xin đăng ký trước, năm tới con xin làm đó thì ấy. Còn cái người kia đó, nếu mà tới chừng nghe người ta nói tới sùm rồi mới nhà cho con xin làm, mà ý tiền nhiều hơn thì cái ông điều tiền cho làm chủ lễ thì cũng giống vậy thôi. Nhưng mà cái tác ý ba thời làm sao bằng cái người mà xin trước, giàu rằng người đó chỉ có bộ y thôi chứ không có giàu giống như cái người mà làm xin làm chủ lễ. Nhiều ông trụ trì cũng thấy có tiền cái ông cho làm chủ lễ, nhưng thua cái người mà đầu tiên mà tới xin để làm lễ dân y đó, thì cái tác ý ba thời của người đó bảo đảm phải nhiều hơn cái người mà nghe cái chùa đó cái đem tiền tới nhiều để xin làm chủ lễ. Giàu rằng có đủ y phước nó cũng không có bằng người đầu tiên xin ấy, bởi vì cái tác ý ba thời của họ phải nhiều hơn.
mình dựa vào cái đó, chúng tôi nói rồi, tới cái bài bốn thời lặp đi lặp lại là cái đó mới, đó là cái căn bản của cái trong việc làm phước, chứ không phải là tiền nhiều hay là y tốt cũng có. Bởi vì dân y đó, chỉ cần cái y nội vẫn làm lễ dân y được như thường, chứ không phải là bộ tâm y vậy đó. Rồi bây giờ phải tâm y rồi này kia, phải giải này giải nọ là bài ra vậy thôi, chứ phước nó không có nhiều đó. Nếu cái tâm mình dân y mà tác ý mà không rành lễ dân y như thế nào, tác ý với sự tham muốn được này được nọ, nghe nó được y hỷ rồi cái tham được sau này được làm y hỷ rồi này kia xong cái đó, thì cái khi mình làm phước mà cái tâm nó bị phiền não nó chen vô vậy, làm sao cái nó có cái thiền pháp nó có năng lực mà để cho phước nhiều được, phải không? Nam mô Bụt Thầy vậy. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài và dạ, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu Ngọc Hân Sa Thú, con kính tri ân ngài. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của cô Meta. Dạ nếu con chỉ hùng phước mà con tác ý cả năm thì phước chắc cũng được nhiều phải không thưa sư? Thưa ngài. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Kính cảm ơn cô Meta đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cái người mà giơ tay đầu tiên để xin lễ nghi cái chùa đó thì cái người đó phước nó nhiều nhất, chứ không nói thì người nào đó, bởi vì người ta ý từ đầu rồi cái gói vậy rồi. Còn mình hồ phước thì có tác ý tùy theo cái tác ý hồ phước của mình, nghe không? Chứ thật sự ra bây giờ đó mình có đem cái trăm bươi nữa mà cái người đầu tiên mà họ dâng cái y đó đúng mức đúng này này kim sùng đó mà chư tăng chọn cái y đó làm lễ nghi thì cái người đầu tiên đó bắt buộc là phải chọn người đầu tiên, nếu cái y đó là cái y được mai được cho nó đúng đắn đàng hoàng. Đang. Bởi vì ông sư thường đó khi mình tới dâng tới y tới đâu phải lật ra ông coi, coi mai có đúng hay không, thiếu cái gì thì gì, mà không đúng là làm lễ nghi cũng không thành. Cái phước lễ dân y quý vị có đầy đủ nhưng mà cái đó không thành cái lễ dân y đó, tại vì cái y đó nó không đúng cách, thành ra người ta phải lựa hết á. Thành ra ở bên mấy cái chùa mà ở trong vùng quê xưa tới sau này người ta mai chứ người ta không có ra mua mấy cái của mật sô đâu đó. Dạ, tối vui lắm, chúng tôi đi dự mấy lần biết nhớ lại. Một đời vừa mọc rồi vô bắt đầu làm y xèo tới gần mọc mới làm lễ nghi, nó mới xong. Nó cắt thì giá mai rồi này kia cho nó vui lắm. Đó, để làm cho nó đúng theo cái điều mà Đức Phật đã dạy phải làm cái y như thế nào mới được, rồi để y rồi kia cho nó phải như thế nào, thức thất này kia bao nhiêu điều bao nhiêu gì, chứ đâu phải nhiều khi làm mà không có đúng là không được. Nhưng mà quý vị nên nhớ, quý vị có hùng phước hay cái gì, quý vị đừng có quan trọng cái chuyện hùng phước cái chuyện gì đó. Quý vị nghĩ tới phước này là tôi làm cho cái lễ dân y của chùa đó. Đó. Còn mình hùng hay mình làm gì không cần đổi yến quan vậy đó. Nếu đặt ý ba thời mình không có việc mình hùng làm phước đó, của cái lễ dân y đó thì cái phước mình nó vẫn nhiều, chứ mà không thể nào mà nó không có nhiều được đó. Còn mình đừng để cái tâm mình nó bị dao động thì cái phước nó ít thôi, chứ cái tâm mà chắc chắn là cái phước nó nhiều. Nam mô Bụt Thầy vậy. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài và dạ, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy cô Meta Sa Thú. Dạ kính tri ân ngài ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ dạ con kính gửi mic lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ Sa Thú kính cảm ơn Nguyên Trang. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Nguyên Trang Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cho con hỏi một câu của một vị VM cho con một ngày. Dạ có tác ý dân y lúc trai tăng để hồi hướng phước đến cha mẹ đạo quá vãng. Vậy cái phước có bằng lễ dân y Katrina không bạch ngài? Dạ con kính dân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư Tôn Hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng ta nói là dựa vào tác ý 3-24 thời mà hỏi như vậy thì cũng như không. Mình chỉ có tác ý chút xíu trong cái lễ giới nghi làm sao mà bằng cái người ta xin làm nghi từ đầu năm nữa. Ở bên Thái quý vị không tin chúng tôi đó quý vị, qua đi vô qua cái chùa Bạc Nám đó, vô chùa Bạc Nám rồi. Nghĩa là gần 70 năm người ta xin làm lễ giới nghi đó. Cái người xin làm lễ nghi là không được giới nghi rồi đó. Quay tới trong nội, trong ngoại không chừng để làm lễ nghi đó. Nhưng mà trong thời gian người ta được làm lễ nghi, cái ta ngồi, ta nghỉ, tới người ta chết thì cái phước đó, dầu rằng chưa được làm lễ nghi nhưng mà cái phước nó vẫn lớn vô cùng chứ không phải nhỏ. Mà chứ đừng nói cái người mà được làm lễ giới nghi thôi, chứ thí dụ như có nhiều người ta 5-7 năm ta mới được, mà 5-7 năm ngày nào ta nghĩ tới chuyện mình sẽ làm lễ giới nghi rồi này kia, nổi cái phước của cái thiện pháp nó phát sanh vậy thì cái phước nó phải theo cái điều kiện của thiện pháp đó, chứ làm sao nó nhiều ít được. Còn bây giờ mình mới có tác ý mà dẫn cái này kia xong thì cái tác ý đó chỉ là thiện pháp thông thường thôi, chứ làm sao thành những cái thiện pháp mà thuộc loại ục cạch thạ, tức là có năng lực được, phải không? Nam mô Bích Thai giá. Dạ, sa thú con hành kính lãnh lễ tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của bạn con. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang, Trang Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con cũng hiểu được điều là phước báo dân y rất là lớn do mình tác ý lâu dài. Dạ, từ khi mình sinh mình đến lúc được làm thì phước báo nó to lớn hơn là mình làm những cái phước khác hoặc là dân y thông thường. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời bằng tay Bình Kinh trở lại nha. Bình Kinh ơi, trở lại đạo tràng đi, cho một tín hiệu đi. Bình Kinh, hay là giận rồi không có thèm đưa tay nữa. Rồi, mời Bình Kinh nha. Nam mô Bích Thai giá. Bỏ tài bỏ luôn. À, thì hình như nãy cô Nhật Quỳnh đặt câu hỏi mà nói không rõ ràng, mình xin Lưu Tông trả lời khác. Hình như là vậy, câu hỏi là như hỏi về phước báo trai tăng với lại phước dân y nó khác nhau, phước báo nó khác nhau như thế nào, phải không? Hình như đặt câu hỏi mà không rõ, mà sư nói không đúng theo cái câu hỏi của người ta, có đúng không? Xin Nhật Quỳnh. À, thì sẵn có giáo sư thường hay trình bày về vấn đề mà tam tư, ba thời, bốn thời đó thôi. Thì con thấy cái vấn đề này nó cũng không phải chuyện dễ thực hiện. Chẳng hạn như con thấy giờ một người chuẩn bị trước năm là chuẩn bị làm lễ dân y, làm chủ lễ. Lên ta trình muốn làm chủ lễ xong cái về cái người ta hi hãi hởn nha. Ta đi khoe tùm lum, nói là giờ năm tới tao sẽ là chủ lễ và khách sảy ngon lành. Rồi tới hồi mà lúc mà tính tiền ra cái làm chủ lễ đó là tốn hết $10,000, cái bắt đầu họ xìu xuống. Thôi cảm thấy chết chà hào quá rồi. Thì như vậy cái loại tư tiền như vậy thì con thỉnh sư Quan Hỷ giải thích cái khoảng thời gian mà từ lúc chuẩn bị cho tới lúc làm thì mình làm thế nào để có được một cái phước báo đầy đủ trọn vẹn cái tư tiền. Rồi ngay trong lúc làm vậy, trong lúc vô làm, vô trong làm thì không khéo thì để cho cái ngã mạng nó tăng thượng mạng nó sanh khởi thì phải như thế nào. Con cũng tỉnh sư giải thích cái phương pháp để mà gìn giữ được tam tư cho được trọn vẹn. Dạ, mong mọi người ta dạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư Tôn Hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, tại vì mình không có học một số cái điều kiện về vấn đề mà mình muốn giữ cho cái tâm nó thăng bằng. Thật sự ra trước khi ấy đó thì mình phải học để tìm hiểu thế nào là lễ dân y. Thì nó phải nói dầu về cái lễ dân y đó nó chưa có thành, nó chưa có tới. Nhưng mà khi tối thay vì mình ngồi thiền đó, mình niệm Phật, niệm đồ đó, rồi mình cũng nghĩ tới cái lễ dân y mà theo mình học hỏi đó, nghĩa là theo pháp học đó, như vậy như thế nào. Giống như tức niệm thí đó. Nhưng mà cái đối tượng là cái sự lễ dân y để cho nó được hoàn hảo.
thì giờ mình mới giữ được. Mà còn trong lúc mà mình làm á, mình đề gieo trong lúc mình ngồi làm đó, mình đừng có ngó, người đừng có ngó quanh ngó đồ quá, ngó quanh ngó đồ gặp cái người mà nó mới chửi mình ngày hôm qua là thấy xong rồi. Và cái người mà nó kênh mình, nó nói lén mà mình nghe được ở cái mặt đó mà cũng biết làm để với nghi rồi này kia, cũng xong là thấy đủ tiêu rồi. Thì trong lúc đó thì cái tác ý trong lúc làm cũng đã không trong sạch. À. Rồi cái mình không biết dân y là nó có phước như thế nào, mình nghĩ đổi y mới có phước. Cái ông trụ trì ông thấy ấy, ông nói thôi đổi dòng thôi, dòng thứ hai đưa người khác, trong khi mình là xí từ đầu. Nếu mà mình không có cái sự bình tĩnh hay là không biết cách, là lúc đó mình không có cái tâm mình đó, tức là lúc đó cái tâm nó có phiền não liền. Trong lúc làm để tâm vẫn có phiền não nhiều chuyện, không bao chuyện đó. Giống như Vinh nói là nhiều khi ngã mạng quá xanh, nhiều khi này nó nhiều chuyện đó. Rồi sau khi làm lễ nghi là tiết tiền, sau khi làm lễ nghi thì người ta nói đồn ông sư mà nhận cái lễ nghi bữa nay, cái ông đó là ông Đức Hạ rồi này kia, ông đó nó bao nhiêu đó, thì tác ý sau khi làm rồi sau thời gian nó mỗi lần nghĩ tới lễ với nghi là tiếc hồi hụi, mình tốn tiền nó vô ích này kia, ông sụp. Thì cái đó con nguyện là đừng nói nguyện em thích thụ vậy đó, con nguyện đi tu làm xì xây di cũng không được, cho nên nói nguyện chi cho lớn. Anh đây những cái đó là mình phải học hỏi một số cái điều kiện để giữ tâm thăng bằng trong cái việc phước mình sẽ làm, để giữ cho cái tiền tư nó tốt, mà cái hiện tư cũng vậy, cái hậu tư mình làm thế nào để trong sạch, là mình dùng cái lễ dân y để rồi mình niệm về cái niệm thí đó, tức là niệm về phương pháp bố thí, mà phương pháp bố thí này là thuộc về cái phần của lễ dân y. Rồi sau thời gian là mỗi lần mình nghĩ tới thì mình cũng dùng cái đó để mình làm cái đề mục cho cái niệm thí của mình, thì nó mới có năng lực. Nên nhiều sau khi mình làm đầy đủ vậy đó mà mình rồi mình mới nguyện, thì cái đó nó gọi là ục cạch thạ được. Chứ còn nếu mà mình một trong bốn cái thời đó đó theo chú giải mà nó siêu một cái gọi là ô má cả liền. Ô má cả là nó bớt năng lực. Mà khi nó bớt năng lực, tại vì mình làm việc mà mình không hiểu rõ ràng từ đầu tới đuôi phải nên làm gì, mình để cho phiền não chen vô, đó, phiền não chen vô. Thành ra mình nhìn cái cuộc đời thường của mình là biết đó, có ngày mình vui, có ngày mình buồn, có nhiều khi đó mình đương lên rồi mình bị chuyện này chuyện nọ, dầu rằng làm cho tới ông tướng cũng bị chửi bị rầy là vậy đó. Tại trong cái đời sống của mình hàng ngày đó, cái tam tư với hai tứ tư đó, nó không có điều nhau. Đều nhau mà mình làm trong cái sự so sánh là phước lúc nào cũng có sự so sánh đó. Mình vô trước khi mình tắt bạch dân đi thì mình ngó qua coi thử xem người ta có nhìn mình với cái con mắt khâm phục đội không, hay là ta nhìn mình với gương mắt khinh bỉ, lỡ có đứa nào nó trợn mắt nó kênh mình, nghĩa là mình đang tắt bạch dân y mà cái miệng mình vừa dân y vừa cà lâm, mà cái tâm mình là sân hận đồ này kia, sân trước ra tới sân sau, lên sân thượng ra tới sân bãi luôn mà mình cũng chưa biết đó. Thì làm sao phải phước, thành ra là phước vô đây xong có nguyện cũng vậy thôi. Thành ra bây giờ tình trạng bây giờ thấy rất nhiều, làm sao được đổi y mới quay, bởi vì thấy nó quay phim nó đưa lên YouTube rồi đó, thấy đổi y được mới quay, cái gì quay phải không, mình cứ nghĩ đi. Đáng lẽ cái lúc đó, lúc mà mình biết ngắn, đáng lẽ nếu mà đúng nguyên tắc là mình nên nhìn lại cái tâm của mình lúc đó nó có cái gì, để mình còn biết đường, để mình không cho cái ác pháp nó nhào lên để nó kiếm chuyện với mình. Mà mình không biết, mình thấy nó kênh mình tức trong bụng rồi đó. Rồi mình thấy đứa kia nó có vẻ nó phục công phục mình thì ngã mạng phát sanh rồi, thì hỏi phước dân y rồi nguyện làm đây hiện với cậu ơn nguyện cái này cái nọ, quý vị mình nghĩ có thành không? Ở cái tiếp của mình là nó không có năng lực, nó yếu quá trời, làm sao nó thành này thành nọ được, phải không? Nó phải làm đó, phải trong sạch cả ba hoặc bốn thời, theo chú giải là bốn thời. Chú giải nó cái thời sau cùng nhất á, hậu thời hậu 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 tư đó, cái đó mới quan trọng. Bây giờ lâu lâu mình quên cái mình nhớ lại, mà thường thường mình nhớ mình không nhớ là cái lễ dân y mình làm nào, mà nhớ những cái gì trong cái lễ dân y mà nó làm cho mình phiền não phát sanh đó.
giống như huynh đệ hàng ngày mình như vậy, ông sư cũng vậy đâu. Có bây giờ đều hay Đức Phật dạy, có bây giờ nghe cái cơ hội mà học hành rồi này kia nhớ tới hiếm lắm. Nhưng mà tôi nhớ bà trên tàu lao nhiều hơn, chứ đừng có nói gì cái chuyện bình thường đó. Lâu lâu rồi mình không có học, không có nghiên cứu kỹ, nghe nói ôi lễ dân y là phước báo lớn ghê lắm, nguyện y với cô Thành. Nguyện y với cô Thành mà mình không biết vậy, Đức Phật nói, Đức Phật lúc đó gặp mình ngại cười cười thôi, chứ bởi vì ngài nói ra nó đâu có biết gì đâu mà nói. Mà khi mà mình không biết gì, mình không đắc đầu quả, làm sao Đức Phật kêu là lại đây tỳ kheo, thấy không? Mình phải hiểu cái chuyện đó chứ. Đức Phật là cái người mà ngài biết tiền căn hậu kiếp của mình, thì ngài nhìn mình, ngài biết mình có đầy đủ điều kiện hay không. Mà cả đời mình chỉ nguyện có được dân y lần mà cái phiền não nó nhiều hơn cái thiện pháp, thì bây giờ mình có nguyện gặp Phật hay là nguyện được đem y hiệp khu hay là nguyện đắc đạo quả gì cũng chung, làm sao thành được. Cái đắc đạo quả là nó dựa vào cái pháp học. Mà kiếp này mình không học, kiếp sau thì Đức Phật tương lai ra đời ngày cũng dạy bao nhiêu đây thôi, chứ mà mình không chịu học. Bây giờ mình học kiếp này đi, được bao nhiêu đó, kiếp sau mình học tiếp phần còn lại, nó cũng dễ dàng hơn là mình chờ tới Đức Phật sau ra đời bắt đầu học lại từ đầu giống như bây giờ đó. Học lại từ đầu, giờ một thời gian sau quên cái tới chừng gặp Phật mới nhớ lại, làm sao nhớ kịp để mà có thể nghe lời giảng dạy của ngài được. Nam Mô Bích Thầy giá. Nam Mô Bụt Sa Ya, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đảnh lễ Sư Lưu Tông, con xin đảnh lễ Sư Tôn Đức và con xin chào Đạo Tràng. Dạ, con có câu hỏi Bạch Sư, là con mới biết về Phật giáo Nam Truyền trong vòng 2-3 tháng nay, và cũng ngay dịp lễ là dân y, và con cũng hiểu về lễ dân y một chút xíu, và giống như ở đâu có, giống như chị Nguyên Trang hay là cô Nhật Quỳnh hay là ở đâu có lễ dân y, tổ chức lễ dân y thì con hùng phước và con xin hùng phước. Nhưng mà con không biết là ví dụ như con hùng phước giống vậy và con có nên hồi hướng công đức hay là con nên làm gì để cho cái phước đó được thành tựu. Và con nhờ sư chỉ dạy cho con để năm sau con biết nhiều hơn và con học rõ nhiều hơn và con rút kinh nghiệm những gì con nên làm và những gì con không nên làm ạ. Con xin cảm ơn sư nhiều. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Nam Mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Thì thường thường đó mình là người mới tới thì mới học những cái điều mình cần học. Học đàng hoàng là sách vở rồi học, chứ không phải thường thường những cái bài học mà giúp cho người mới tới đó, để sau này có thể làm bất cứ chuyện gì liên quan tới giáo pháp Đức Phật làm cho đúng đó. Thì nó có những cái quyển sách mà sau này có những cái ngày người ta tóm tắt lại cho mình để mình hiểu, giống như là cái basic mà về căn bản của người Phật tử phải làm gì là bài kinh Thi Ca La Việt đó, Xuyên Khá La Sutta đó. Nhưng mà thường thường Việt Nam chỉ dịch ra thôi chứ không dịch chú giải. Nên là quý vị cũng biết cái bộ phận của người cư sĩ làm thế nào để khi mình làm bất cứ cái việc gì liên quan tới phước dân y hay phước gì tại tăng gì cũng xong đó, thì quý vị nên đọc cái quyển Cư Sĩ Giới Pháp của Thượng Tọa Giác Giới thì vậy, Ngài Giác Giới đó, là cái quyển đó, hoặc là của Sư Đức Tài. Như Sư Đức Tài cũng có cái quyển tương tự như vậy nha. Quý vị ráng lên tìm ở Việt Nam thì tới chùa Bổ Quang có thể hỏi được, với việc là xuống chùa Siêu Lý hay là chùa Diễn Giác gì đó, hỏi quyển Cư Sĩ Giới Pháp để mình biết cư sĩ phải làm gì, muốn trở thành cận sinh nam cận sinh nữ phải làm gì. Chứ còn nếu mà làm không đúng thì mình có xin có tam quy, có thọ tam quy, thọ cái gì cũng hoàn, chỉ là thọ cái miệng thôi thì không có nên học cái đó. Thì mình đã học từ cái căn bản lên để mình biết nhiệm vụ, nói chung là nhiệm vụ của cận sinh nam và sinh nữ đó, nó chỉ có ba chuyện thôi. Mình học hoài không hết. Thứ nhất học pháp, thứ hai hành pháp, thứ ba là pháp. Mình không học mình thì mình không biết đường hộ pháp, mà không biết đường hộ pháp thì mình làm phước nó cũng nghĩa là rất là
ít năng lực, cái tâm mình nó ít năng lực. Bởi vì khi mình làm phước là mình muốn được này được kia, thành ra khi mà mình làm phước cái tâm mình nó có cái phiền não nó chen vô thì cái phước đó nó phải bớt đi, cho dầu là cái tâm mình là thiện pháp nhưng mà thiện pháp nó không có từ đầu tới đuôi, không có trước trong sau khi làm, thì cái đó phải học hết á, thành ra mới tới thì tới sau thì cũng vậy thôi. Chịu khó mình ráng chịu khó mình học hỏi mình tìm hiểu rồi mình lấy. Còn những cái cách học đó thì mình phải tự lo mình, chứ còn thường là trong mấy room thì thường thường đó đa số là nghe là giảng theo một cái ân mỹ như vậy, ở gần chùa tốt mà không ở gần chùa thì vô mấy cái room nè, nó có mấy cái room của Phật giáo hệ nguyên thủy đó thì vô đó, nhưng mà thường thường vô đó cái sự lết nó không có nhiều, là tại vì các ngài dạy giảng theo cái bài bản mà từ xưa giờ ta đi từ từ, ví dụ đang hết trường bộ kinh qua tới trung bộ kinh rồi hết trung bộ kinh á, còn mình vô ngang xương vậy đó thì đang dạy trường bộ kinh thì mình phải theo trường bộ kinh đang dạy đó, thì nó có thể là nó không, mình chưa có đủ căn bản đấy, thành ra tốt nhất ở dưới đất thì nên tới chùa để hỏi một số cái điều kiện ấy. Cái thứ hai nữa là có những cái quyển sách mà chúng tôi khuyên quý vị nên đọc từ xưa tới giờ, mình là cận sinh nam con nữ là nên đọc quyển đầu tiên là Đức Phật và Phật Pháp của ngài Na Đa và Nguyên Khánh Dịch, cái quyển thứ hai là quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận, đọc rồi tới chùa gặp mấy vị sư hỏi, mấy vị sư pháp hỏi thì sẽ chỉ cho, hoặc là lâu lâu định cái giờ kinh Đa ổng khỏe ra vô học cô giờ ổng cũng được rồi. Cái quyển thứ ba nên đọc là quyển Thanh Tịnh Đạo, nếu mình hiểu được những cái đó rồi nên đọc thêm cái quyển nữa, tức là Mi Tiên Vấn Đáp á, thì nó sẽ có nhiều cái sự hiểu biết để mình có thể mình cũng lăn lóc lăn lộn với người ta. Chứ còn bây giờ mình không có học mà mình chỉ vô ai làm sao tôi làm vậy, ai làm bậy không chừng tôi dám làm mà tôi cũng không biết là đó là bậy hay không bậy, thấy không? Nhưng nó phải có căn bản. Thì cái căn bản là quyển Cư Sĩ Giới Pháp đó là căn bản, hoặc là nó cũng có cái quyển giống vậy mà không biết tên, tôi cũng nhớ tên gì, của Sư Đức Tài, xưa ở chùa Bửu Quang dạy Giới Pháp ở chùa Bửu Quang đó, thì cũng có cái quyển tương tự như vậy, cũng nói về phần sự của người cư sĩ như thế nào thế nào. Thì quý vị ráng cố gắng vô năm vô tìm đọc những cái đó để có cái căn bản này, khi mình làm pháp là nó hảo, chứ còn không thì nhiều khi làm nhiều nhưng mà cái lợi ích nó không được bao nhiêu, thì lúc ngáp ngáp rồi thấy dương dương quắc mắt mới hối hận mình hồi xưa sao rồi dỗm vậy, rồi phiền lắm ha. Thì bởi vậy thì không có ai mà quý vị nên nhớ cái điều là quý vị nên học càng nhanh càng tốt, nghĩa có thì giờ nên học. Lý do tại sao? Tại vì ngày mai và kiếp sau chưa biết thế nào tới trước. Ông Sư đang nói chuyện với vị này chứ mà ông chừng ổng vừa cúp máy xong là Dương Dương tới mời đi hội thảo với ông Dương Dương chuyện là tội ác. Mệt rồi đó, thấy không? Chứ đâu ai có bảo đảm mình đâu. Nên xin được đóng góp với quý vị tất cả phước báo nào phát thành do pháp thoại trong ngày hôm nay. Xin hãy là mối duyên lành để tất cả các sư nam và sư nữ cùng từ tăng tư tôn hiện giả trong đạo tràng này có cơ hội để chấm dứt các pháp ngũ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Hóa quá tu sập và mang khả lần rắc hẳn tu sập và đề quá ta sập và bút thà nú phà quê ná chà đà sổ thi phá quan tu tê. Hóa quá tu sập và mang khả lần rắc hẳn tu sập và đề quá ta sập và thầm mà nú phà quê ná chà đà sổ thi phá quan tu tê. Hóa quá tu sập và mang khả lần rắc hẳn tu sập và đề quá ta sập bà sẵn khà nút phà quê ná sà đà sô thi phà hoàn tù tê. Nam mô Bụt Thà Gia, Nam mô Thầm Mà Gia, Nam mô Sẵn Khà Gia, Nam mô Rạc Thà Nát Tà Gia Sà. Sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng tôi thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng dạy những câu hỏi của chúng tôi, để chúng con đến gần với giáo pháp của Đức Thế Tôn và được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và chúng con cũng kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông. Mong rằng phước trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Thà Giá. Nhục Bình kính mời quý vị cùng với Nhục Bình sám hối sau khi thính pháp ạ. Uttamang ghe na quanh đê hăng ba đạo phạm xâm và rồi.
Bụt tam mang bụt thể do khali tẩu đô sơ bụt thô khăm tu tăng mà mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tam an ghê na vạn đề hăng thầm anh cha đều vị thân quả răng thầm mê giờ ca li tô độ sâu thầm mô thầm mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam an ghê na vạn đề hăng sẵn khanh chặt được vị thọt tà mang sang khê dơ khá lý tổ đô sâu sang khô khả mặt tu tăng măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thảnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thù bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha quan tu bô chi ta sọt thinh ca rô tê tha vi ha ra man đa lê thê ra cha mắt cha na wa ca cha phích ca vô sa ra mi ca đa na ba tê u ba sa ca dạ ma cha đê sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phu ta su khi ta pha quan tu tê cha đa bu cha a dê vi cha an đa sam pha qua san dê đa cha ta a tha vô ba ba tí ca niệu ya ni căng tham ma wa ra bà tịch cha tê sa bê bi đưa khả sa khả rõ sang khả giang thả tư kỳ răng sa tặng thăm mô thăm ma thả rã cha phục ca la sẵn gô hô tư sa mắc gô và a tha gia cha hi ta gia cha ẩm hê ra ca tư sách thăm mô sa bê bi thăm ma cha đi nô vụt thính xăm ba bữa nay gia ma thăm ma đi dập bà quê đi tê ngưỡng cầu ca đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự hiền hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cũng dân rồi xin hầu đạo chư tăng cửa từ ẩn náo phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh buôn loại không lường nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành dạy thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thực các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kỷ thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thầy chúng con tân hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Dạ ni tha phu ta ni sa ma ca ta ni phum ma ni qua ya ni va an ta li kê ta tha ca tăng đê qua ma nu su bu chi ta